Rất là biết ơn cả nhà đã hiện diện trong buổi tối ngày hôm nay. Hôm nay là buổi thứ sáu chúng ta đồng hành cùng với nhau. Biết ơn những người thân yêu để cho chúng ta thuận lợi thời gian để chúng ta trọn vẹn với lớp học. Và biết ơn các anh chị nhân mạch đã lan tỏa khóa học đến với chúng ta. Biết ơn các anh chị đã hiện diện ạ. Dạ. Hôm qua thì Nhật Anh thấy có các chị anh chị giơ tay chưa được á, thì hôm nay lúc nãy có nghe được chị Thanh Chu chia sẻ. Dạ, biết ơn chị và biết ơn tất cả các anh chị. Nhật Anh xin mời anh Trung ha, mời anh Trung có bài học tâm đắc ngộ ra chia sẻ với cả nhà. Xin mời anh ạ. À. Trước hết em xin trân trọng biết ơn thầy nhà, biết ơn tổ chức, biết ơn cả nhà mình, biết ơn nhân mạch của em là Nguyễn Huy Thông. Thầy nghe rõ không thầy Nhật Anh? Dạ rõ anh ạ. Dạ, thì em cũng xin chia sẻ cái bài học, cái học phần ngày qua. Thì theo em thì nó cũng rất quan trọng là trong ba cái hệ quy chiếu của mình là sự chân thật, rồi thì gọi là cấu trúc con người của mình đó thầy. Dạ. Em cũng những cái bài học mới mà em nhận ra được ở thầy chuyển giao đó là sự chân thật là những gì không thay đổi qua không gian và thời gian, và chân thật không do suy nghĩ mà ra. Thì những cái trọng điểm em thấy nó rất là hay, trong đó thì có cái cấu trúc con người. Thì lúc trước thì cũng nghe bên Phật học, rồi nghe bên tôn giáo thì cũng có nói về thân tứ đại, nhưng mà mình không có nhìn rõ hết. Thì vào đây thì được nhờ các thầy các cô mình giải thích và vẽ ra một cái đồ hình mà em nghĩ là chắc là lần đầu tiên trong cuộc đời mình mà cảm thụ. Vào đây là cũng là một cái đồ hình để mình lưu vào trong tâm trí mình, mang theo để mình phần đời còn lại để mình nhớ, để mà mình có cái cuộc sống chúng nó tốt hơn cái này, là rất là hay. Thì ngoài cái lớp thân tứ đại thì có là cái điện từ âm dương, cái đó là lớp 84.000 của bóng ảo giác, và lớp điện từ cũng là điện từ âm dương, và 16 tánh người. Ở trong đó thì có thọ tưởng hành thức, tài sắc danh thực thì, tham sân si mạn nghi ác kiến. Và lớp bên trong cùng đó là lớp điện từ quang, là lớp tâm của mình đó, thì được gọi bao bọc bởi điện từ quang. Thì trong đó gồm có ý, ý nghe, ý nói, ý thấy và ý biết. Thì qua cái học phần này thầy dạy thì Trung đã biết được thêm những cái góc nhìn về dân gian. Thì nó gồm có tâm, tánh, tình, thân. Góc nhìn của khoa học có thì sự chân thật, tính cách, cảm xúc và cơ thể người. Còn về nhà Phật có thì có là Phật tánh, 16 tánh người, 84.000 con bóng ảo giác, rồi thân thì có tứ đại. Thì thầy cũng có rút gọn lại cho mình để mà nó dễ hiểu, là lấy cái bên cái góc độ của nhà Phật đó, thì gồm có là Phật tánh, rồi có 16 tánh người, và có sự chân thật, và rồi có lúc tình, có lúc thân tứ đại. Thì mình để mà làm chủ được nội tâm đó, thì chủ động làm chủ nội tâm là chủ động lựa chọn và chịu trách nhiệm lựa chọn bên trong nội tâm để làm chủ hoàn cảnh bên ngoài. Thầy cũng có vẽ ra một cái đồ hình là nó gồm có ba lớp, là lớp tình, lớp tánh và lớp tâm. Thì khi mà thông điệp truyền vào đó, thì dùng tâm để đón nhận, thì dùng tình để đối đãi, và dùng thân, xin lỗi, dùng dùng tình để đối đãi, và dùng tánh để phân tách phân biệt. Thì qua cái bài học ngày hôm qua thì em thấy là nó rất hay. Rồi em cũng xin chia sẻ cùng với cả nhà mình để mình biết thêm những cái hệ quy chiếu mới đó thầy. Tại vì lúc trước thì chỉ nghe rồi mình không có biết cái sự chân thật là nó là làm sao. Mình chỉ biết mình nói thật đó là
nó đúng như cái sự chân thật thôi, nhưng mà bây giờ mình học ở đây thì em hiểu được thêm rất là nhiều, biết ơn thầy và biết ơn cả nhà mình nó lắng nghe em chia sẻ bài học ngày hôm qua. Học thích hả anh? Sách lúc này cái cấu trúc con người này thì lúc mà em nghe ghi âm á, thì em thấy nó rất phi diệu, nhưng mà chưa có được thấu suốt nhiều. Hôm qua thì lớp tới thầy giải bài rồi thì nghe nó rõ hơn và mình thấy nó chi tiết hơn nhiều. Dạ, chắc trực tiếp thì có hình ảnh nè, với lại có tương tác á. Dạ, cả Em nhà. tâm đắc cái câu nói của thầy là lúc lúc đầu thì mình chỉ nghĩ là sự chân thật là không thay đổi vào không gian và thời gian, nhưng mà sự chân thật không do suy nghĩ mà ra, là cái câu đó em rất là tâm đắc cái câu nói của thầy, rất nhớ câu nói. Tại vì khi mình cảm nhận được chân thật, mình muốn làm chân thật thì nó cũng có, mà tự nó có, tự nó trong tâm mà nó bộc phát ra được thì cái đó mới gọi là sự chân thật. Chứ lúc đầu thì em cũng bị mình muốn cố mình làm cho mình chân thật cái này, nó cũng còn chưa có được là gọi lại sự chân thật của tâm mình thôi. Dạ, cũng biết ơn thầy là đã làm cho chúng rõ được cái phần cảm nhận cái về cái sự chân thật. Mình sống với lại sự chân thật của mình á, nếu hàng sống với nó được thì mình nội tâm mình ít suy nghĩ lắm, con người trở nên bớt suy nghĩ lại, nhưng mà càng ít suy nghĩ thì trí tuệ sáng suốt. Cái từ từ cái ánh mắt á, ánh mắt trở nên đơn giản hơn, lời nói cũng nói mà ít suy nghĩ, nói ít suy nói mà không suy nghĩ á, không có nhiều suy nghĩ, thì nó khác với lại là nói mà không suy nghĩ. Có nghĩa là lời nói mình nói ra mình biết hết, nhưng mà nói ra thì không bị vướng vào suy nghĩ nhiều, không vướng vô tánh với tình nhiều, thì làm cho con người trở nên đơn giản hơn qua thời gian. Biết ơn anh. À, ơn thầy rất nhiều, em xin tắt mic ạ. Alo. Biết ơn anh Trung. Dạ, xin mời Bác thầy. chị Hằng Cao có ở đây không ạ? À? Chị Hằng Cao. Dạ thầy ơi, thầy mời người khác cái xíu xíu nữa, 5 phút nữa em chia sẻ được không hả thầy? Bây giờ em đang có khách ạ. Dạ Dạ được. rồi, cảm ơn thầy ạ. Uber hung dữ vậy. Xin mời anh Hải. Bạn biết ơn thầy Nhật Anh ạ. Thế này xin gửi lời biết ơn tới bạn Lê Văn Trung và bạn Lê Hải là chủ tịch và phó chủ tịch của OBD, để Hải có cái cân duyên để biết thì đến tổ chức UIT và những khóa học của UIT. Hải cũng xin biết ơn đến bạn Phương Mai là Master cũng đã giới thiệu nhân mạch đến cái khóa học này. Thì Hải xin chia sẻ về cái cấu trúc con người. Thì đấy là Hello. Hải có được cái trải nghiệm thực tế khi mà Hải tham gia cái khóa học 6 ngày 5 đêm ở Hòa Bình ấy. Thì vì Hải cũng nói rõ thêm một chút là Hải làm về chữa lành, về năng lượng và cũng làm về tâm linh. Thì cái căn duyên khi học cái về cấu trúc con người ấy, thì cái hôm đấy là Hải về là cái đầu cảm giác như là nó cứ cứ nở đấy, cứ nở, và lúc đấy là cái trên cái đầu là cái một cái gân xanh nó nổi lên rất là rõ. Và lúc đấy Hải giật mình, khi Hải nhìn gương là không không nghĩ là tức là cái đầu của mình nó lại nở và nó cái gân nó lại nổi như vậy. Thì sau đấy thì Hải biết là cái năng lượng khi mà mình tiếp nhận cái cấu trúc con người nó rất là mạnh và nó rất là nhiều. Và tối hôm đó thì Hải có thiền với mặt trăng, tức là Hải có thói quen là thiền với mặt trăng mặt trời. Thì tối đó thì Hải thiền với mặt trăng, thì lúc đó thì cái sự vi diệu xảy ra là tôi lấy mặt trăng nó hiện thành ba cái vòng tròn, nó giống hệt như là cái cấu trúc con người mà chúng ta đã được thầy Nhật Anh chia sẻ. Thì đấy là một cái, tức là ba cái vầng đấy và ba vầng hào quang đấy làm cho gần như là Hải ở một cái cảnh giới khác.
ở cảnh giới khác. Thì đấy là cái trải nghiệm thực tế. Sau đó thì hôm sau thì Hải Hải tình cờ Hải gặp bạn Trung khi mà đi ăn sáng. Sau đó Hải cũng chia sẻ luôn với bạn Trung về cái việc là, thứ nhất là cái khi mình nhận được cái cấu trúc con người như vậy thì cái năng lượng Hải nhận được rất là mạnh, và thứ hai là cái đầu của Hải nó được tác động và đổi gân xanh như vậy. Hải chụp ảnh là và cho bạn Trung xem. Thì đấy là cái mà Hải thực tế Hải đã trải nghiệm. Và qua đây ấy, thì Hải cũng có mấy cái nghi vấn mà Hải muốn hỏi thầy Nhật Anh. Trước đó thì Hải cũng cũng xin xin phép Hải chia sẻ thế này, vì Hải làm về chữa lành và năng lượng và Hải cũng làm về tâm linh, thì những trường hợp như bạn Thương ấy, hay là những trường hợp mà bị bệnh hiểm nghèo ấy, thì Hải có thể giúp giúp chữa lành và năng lượng được. Thế nên là các bạn nếu có nhu cầu về chữa lành thì Hải sẽ giúp, Hải để chữa lành từ xa. Đấy là cái mà Hải, tức là Hải phát tâm về cái trong cái hành trình sứ mệnh của mình ấy, là muốn giúp người phát triển về thân tâm và trí. Trên hành trình của Hải nó luôn học tập và luôn luôn trải nghiệm và luôn luôn tìm để mà ngộ ra các vấn đề. Vâng. Thì Hải có mấy cái nghi vấn, Hải xin hỏi thầy Nhật Anh. Thứ nhất ấy, cái hôm trước ấy, mình có chia sẻ về cái việc là để có kết quả đúng không ạ? Thì mình có hình ảnh trong tâm trí bằng cái nghe thấy nói biết. Nhưng mà cái việc ấy, mình có cái từ cái kết quả là dẫn sang cái hành động đúng không ạ? Thì nó là cái chọn lựa. Thì tại sao lại là chọn lựa chứ không phải là lựa chọn? Vì khi mà nói những cái khác thì ví dụ chọn lớp lớp tánh lớp tình ạ, thì Nhật Anh thì thầy Nhật Anh nói là mình lựa chọn lớp tánh lớp tình, còn đây là khi mà mình đến kết quả thì mình lại chọn lựa. Thì vậy thì cái khác thì nhau giữa chọn lựa và lựa chọn. Đấy là cái thứ nhất Hải muốn 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 hỏi. Cái thứ hai là ở đây mình có 88 muôn tư nghìn bong bóng ảo giác, thì tại sao không phải là 84.000 bong bóng ảo giác mà là 8 muôn tư nghìn? Thì ở đây ý muôn ở đây là mình muốn nói về cái việc là nó muôn vàn hay là nó cũng, tức là nó ý nghĩa giữa 84.000 và 8 muôn tư nghìn đấy nó như nhau, 8 muôn tư ngàn đấy như nhau. Thì Hải muốn muốn hỏi cái đấy. Thứ hai, cái thứ ba là các cái vòng tròn của thân của cái cấu trúc con người ấy, thì có những cái dấu chấm, ví dụ như là thọ tưởng hành thức, thì có những dấu chấm đấy, thì những dấu chấm đấy, nét đất đấy thì nó biểu hiện cho cái gì? Vâng, đấy là cái thứ ba. Cái thứ tư nữa là cái trân trọng thì sở hữu, biết ơn thì thiên trường địa cửu. Vậy thì có phải cái lớp đấy thì nó thuộc về cái lớp lớp tình đúng không ạ? Thì Hải muốn hỏi là thế vậy thì có phải để mà dùng cái lớp tình đấy đối đãi thì mình sẽ sở hữu và bền lâu không? Đấy. Không. Và cái thứ năm là cái nữa là cái bao dung, thì tổ chức ấy cũng định nghĩa là bao dung là tình yêu vĩnh cửu, nhưng bao dung lại thuộc lớp tánh. Thì vậy thì nó có thuộc lớp tâm hay không? Vì định nghĩa là chân thật là gì hay lớp tâm là gì, cái sự thay đổi không thay đổi theo thời không gian và thời gian và do không do suy nghĩ mà ra. Thì Hải cũng muốn hỏi cái bao dung thì nó vậy nó cũng có thuộc cả lớp tâm hay không? Dạ vâng, xin cảm ơn ạ. Nhiều nghi vấn quá Dạ vâng. ha. Anh hỏi lại từng câu giúp em đi. Dạ vâng. Thứ nhất là cái mục kết quả ấy, từ hình ảnh thì mình sẽ ra theo nghe thấy nói biết thì mình sẽ ra cái kết quả đúng không ạ? Hình ảnh trong tâm trí thì mình mới hỏi là cái đấy thì là chọn lựa hay là lựa chọn, tại sao là lại là chọn lựa chứ không phải là lựa chọn ạ? Em thấy anh có nhiều cái để ý đặc biệt quá ha. Bữa đầu tiên anh hỏi về tại sao ghi bảy giàu toàn diện á, bảy sự giàu toàn diện, tại sao ghi vật chất lên. Hôm nay cái hỏi sao mà chọn lựa với lựa chọn. Hay quá ha. Chọn lựa khác với lựa chọn. Chọn lựa chọn á
lựa chọn á là mình lựa sau đó mới chọn chủ động, còn chọn lựa đó là giả bộ chọn gì thôi, chứ thật ra giả bộ lựa gì thôi chứ thật ra chọn sẵn rồi. Chọn lựa có nghĩa là giả bộ đâu đó đi vô siêu thị đó, lựa qua lựa lại, giả bộ lựa vậy chứ thật ra đã chọn được rồi, đã chọn chủ động, đã chọn sẵn rồi, sau đó giả bộ lựa. Ví dụ như quen một người vậy thì giả bộ là lựa người này không lựa người kia, nhưng mà thật ra là đã nhân viên nó sắp đặt như vậy đó, nhân viên có sẵn như vậy, mình hợp mình hợp nên là nó đã trong nhân viên đã chọn sẵn rồi, tính cách của mình như vậy nên phù hợp với người đó nên đã chọn sẵn, nhưng mình giả bộ mình lựa thôi, giả bộ ý thức lựa thôi chứ thật ra đã chọn, nên là chọn lựa ý nghĩa là như vậy. Còn lựa chọn á, lựa chọn là mình chủ động lựa sau đó mới chọn, lựa tâm tánh hay tình sau đó mới chọn, quyết định chọn đó đó vậy đó. Nếu anh hỏi lựa chọn với chọn lựa khác nhau làm sao thì ý là như vậy. Vậy thì khi nào thì mình sẽ dùng chọn lựa và khi nào thì mình sẽ dùng lựa chọn? Trong công thức cội nguồn cuộc sống thì đó là chọn lựa, bởi vì tính cách hình ảnh trong tâm trí đã có rồi, mình đã từng nghe thấy nói biết trước đó nên nó đã lưu giữ hình ảnh, qua thời gian định hình nên niềm tin của mình, định hình đại diện cho niềm tin, định hình cho suy nghĩ, cho ra hành động, từ đó tạo thành thói quen, thói quen lâu dần ra tính cách, thì chính cái tính cách đó đã hợp và chọn lựa là dựa theo do phù hợp với tính cách. Giống như mình chọn mình mua một cái áo hoặc là mình chọn công việc, giả bộ chọn việc, giả bộ lựa việc thôi, giả bộ lựa áo này áo kia, nhưng thật chất là tính cách của mình đó nó đã phù hợp với cái áo đó rồi, phù hợp với công việc đó, phù hợp với nhân viên đó, phù hợp nhiều với sự việc đó, nên nó đã sẵn như vậy rồi, do mình đã từng huân tập trước đó, mình đã lưu giữ hình ảnh tâm trí trước đó nên là nó đã chọn sẵn, giả bộ lựa thôi nhưng thật ra chọn sẵn hết rồi, nên kết quả cuộc sống của mình có ngày hôm nay mình đã chọn mà mình không biết, nên thì cái đó gọi là chọn lựa. Chọn lựa thì không đổi cuộc đời được tại vì đã chọn sẵn hết rồi, nhưng khi lựa chọn á, khi tới cấu trúc con người chúng ta mới có thể lựa chọn lại tâm tánh hay tình, và những ngày tới đây chúng ta lựa chọn được các trạng thái nội tâm của mình cho phù hợp với mong muốn của mình, thì khi sự việc gì xảy ra mình chủ động mình lựa, sự việc đó xảy ra là mình đã chọn, có nghĩa là sự việc đó xảy ra với mình thì mình đã phù hợp nó mới xảy ra với mình, vậy thì mình đã chọn, chọn trong ngoặc kép á, chọn trước đó rồi, vô ý chọn nhưng không biết, không có ý thức là chọn, nhưng nó đã chọn trước đó, chính mình đã, người cội nguồn nó xuất phát từ mình đã làm nên điều đó nên thu hút sự vật sự việc không có như ý hoặc là như ý những việc đó tới với mình, thì mình đã chọn trước rồi đúng không ạ? Mình chọn nhưng mình phản ứng như thế nào, có phải cả nhà hay là anh Hải có từng nghe đó là cuộc sống trong khoa học á, người ta hay nói á, cuộc sống của mình 20% là những gì xảy ra với mình không? Con gì đó, 20% là những gì xảy ra với mình, còn 80% là cách mình phản ứng hả? Vâng, Phải không? Có đâu 10%. đó trong khoa học á, trong cuộc sống mình thường ăn đọc sách á, hay nghe đó cả nhà. 10% ạ, 10% là do phản ứng ạ, còn 9% là do ngoại cảnh. 90% về 90% hoàn cảnh đưa tới, còn lại 10% ý 10% là những gì nó đưa tới, còn 90% là do mình lựa lại, do cái phản ứng của mình quyết định,
Vậy thì chọn là như vậy đó. Những sự việc, sự vật xảy ra với mình thì mình đã chọn xuống đó rồi. Vậy thì chọn tới. Vậy thì khi tới đây mình phản ứng như thế nào thì mình lựa, mình được quyền lựa lựa trạng thái nội tâm gì. Đó, thì cái đó là lựa chọn. Lựa chọn là lựa xong mới chọn. Còn chọn lựa đó là chọn sẵn rồi, giả bộ lựa. Giả bộ lựa thôi chứ thật ra đã chọn trước rồi. Vâng, cảm ơn thầy Nhật Anh. Được Dạ, không anh? mình xin hỏi một câu tiếp Nói theo. tới con người á, nói tới cấu trúc con người thì mình mới những ngày tới đây mới hiểu sâu sắc hơn ở chỗ lựa chọn đó. Mấy ngày tới học tới tổng nghiệp đó, các anh chị mới biết là lựa chọn tổng nghiệp như mong muốn. Tổng nghiệp đưa tới, nhân viên nó đưa tới cho mình cái những việc đưa tới, dù là như ý không hay là không có như ý, thì mình lựa chọn lại tổng nghiệp như mong muốn. Những ngày tới đây, khoảng vài ba ngày tới thì mình sẽ nói tới chủ đề đó. Bên thầy. Câu thứ hai là khi là 84.000 bong bóng ảo giác thì tại sao không là 8 84.000, tức là ý là Hải cho nó ngắn gọn là chỉ 84.000 nghìn, tức là ý nó ý nghĩa nó như Vậy nhau. đó. Như Cũng nhau hai vậy. gọi cũng giống nhau, 84.000 hay là 84.000 hàng hà sa số là đại diện cho rất là nhiều bong bóng ảo giác, thì cách gọi tên. Vâng. Dạ Câu rồi, tiếp còn theo. Dạ. những cái chấm chấm này đó, đó là đại Vâng. diện cho muôn trùng hàng hà sa số cái và sự liên kết của nó, điện từ đó. Nó đại diện cho mình dễ hình dung. Vâng, dạ biết ơn thầy. Ừ. Câu tiếp theo là trân trọng thì sở hữu, biết ơn thì thiên trường địa cửu. Thì nó có liên quan gì đến cái việc là khi mình dùng cái lớp tình để đối đãi, mình dùng sự trân trọng biết ơn ấy, thì đấy có phải là do mình đối đãi bằng cái sự trân trọng và biết ơn đấy, thế nên là mình mới sở hữu và bền lâu không ạ? Tức là có liên quan đến cái đấy không ạ? Đó thì không mày. Mấy ngày tới học tới trân trọng biết ơn thì mình hiểu sâu hơn. Nó không phải nằm ở lớp tình mà sở hữu luôn. Vâng. Thưa thầy, cuối cùng là bao dung là tình yêu vĩnh cửu, nhưng bao dung thì đang thuộc lớp tánh, thì chắc cũng thuộc cũng cái câu kiểu như vậy. Và À, những ngày tới học. và biết ơn thầy nhà anh ạ. Đấy, biết ơn thầy. Biết ơn anh có những làm rõ. Học giỏi quá ha. Học để ý quá. Để ý những cái chi Thì tiết này. Hải cũng cũng muốn là giúp mọi người phát triển về thân tâm trí, thế nên là cái hành trình là luôn 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 là học để luôn luôn muốn ngộ. Dạ. Dạ. Biết ơn anh. Vâng, Hải cũng nói lại là mọi người nếu có bị bệnh tật, kể cả bệnh hiểm nghèo nhé, thì Hải có thể giúp chữa lành bằng năng lượng. Thầy và cả nhà. Từ đi, học hết đi rồi tính. Xin mời chị Hằng. Chị Hằng Cao. Hằng Cao. Dạ, có em đây thầy. Em Chị chào họ Cao. thầy. Chị họ Em Cao chào hay là chị Cao nên gọi là Cao. thầy. Dạ em họ Cao thầy ạ. À. À, vậy ha. Dạ. Em chào thầy và em chào cả nhà. Hôm nay là buổi học thứ ba của em thầy ạ. Và em muốn chia sẻ một bài tâm đắc ngộ ra. Ba hôm nay em đều muốn chia sẻ mà em không được thầy gọi tên. Nói chung là cái bối cảnh của em thì nó không được thuận tiện lắm, tại vì em đang vừa học vừa bán hàng, nên là thỉnh thoảng có khách thì em lại phải phục vụ khách. Chị Em bán chia gì? sẻ ngắn. Chị bán tạp hóa hay cửa hàng nhà sách hả hay gì? À, dạ, nhà sách thầy ạ. Sách hả? Thấy bút bi Thiên Long rồi nè.
Đang ngủ. Em xin chia sẻ bài học tâm đắc ngộ ra. Tức là trước trước đây thì em cũng có học nhiều cái khóa học phát triển bản thân, và em cũng có được biết là cái gì có trong đầu thì sẽ có trong tay. Cái đó là em cũng được biết cái quy luật đó, là cái gì có trong đầu sẽ có trong tay. Em biết, nhưng mà thực tế thì em cũng học học nhưng mà em chưa có được hiểu lắm, và em nói chung là em không có chú ý lắm tới cái đó. Nhưng mà tới lúc nghe thầy hôm trước thầy phân tích rõ cái đổi hình thì mình sẽ đổi đời á thầy, và cái hình ảnh trong tâm trí mình á là nó sẽ hiện thực hóa ở ngoài á, em được học rồi cái em mới ngộ ra là trước thế này thì mình cũng có biết cái này rồi nhưng mà mình chưa có áp dụng nhiều. Và hôm trước em được em học em nghe từ thầy nói nó chi tiết hơn, nó cặn kẽ hơn thì em mới bây giờ em mới áp dụng ra, em mới mới biết, em mới suy ra để em áp dụng cho con mình và em áp dụng cho mình, và em thấy cái này nó rất là vi diệu luôn. Em chưa có áp dụng cho mình nó có hiệu quả đâu, nhưng mà được nhiều người chia sẻ ở trong đây á thì là em mới thấy là nó hiện thực, nó rất là vi diệu, nên là em đang áp dụng cho mình. Có một cái thân hình nó cân đối, nó xinh đẹp, và em áp dụng cho con mình là em đang có cái hình ảnh của con mình là một đứa bé thông minh và tự chủ tự lập, là em rất tâm đắc cái bài này, và em tâm đắc cái bài đưa ánh sáng vào căn phòng á thầy. Tức là trước tới giờ thì mình nhìn là mình thấy bóng tối không à, và mình cứ đi lấy bóng tối ra khỏi cái căn phòng, nhưng mà được nghe thầy thầy giảng, được học cái bài học cái nguyên lý ánh sáng đó của thầy thì em biết là bây giờ là mình cứ từ từ mình đưa ánh sáng vào cái căn phòng tối, chứ mình không có thể lấy cái bóng tối ra khỏi cái căn phòng được. Nên là em rất tâm đắc hai cái nguyên lý này của thầy, nên là em rất biết ơn thầy ạ. Biết ơn thầy, và em biết ơn thầy Nhật Anh, em biết ơn thầy Toàn, em biết ơn tất cả các thầy cô ở WIC. Và em xin gửi lời biết ơn tới nhân mạch của em là chị Ngoan. Chị Ngoan ở Tâm Y Dung á thầy. Và bạn 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 Hoàng Giang. Bạn Hoàng Giang thì em mới biết hôm hôm trước ở trên Zoom. Em xin biết ơn hai nhân mạch của em, mà em biết ơn thầy ạ. Dạ. Thay vì muốn con thông minh á Dạ. thì thôi chị làm rõ đi cho con trí tuệ đi. Em đã có cái hình ảnh của con ở trong trong đầu mình rồi ạ. Trí tuệ nè, thông thái, Dạ. có bốn cái mà con có thể có được: trí tuệ, thông thái, khôn ngoan, uyên bác. Dạ thầy. Thông minh cuộc sống chưa chắc tốt, nhưng trí tuệ thì cuộc sống tốt, thông thái cuộc sống tốt, có uyên bác, có khôn ngoan thì cuộc sống thuận lợi. Còn thông minh quá, người thông minh quá mà bộc lộ ra quá thì không lâu dài. Em biết ơn thầy ạ. Những ngày tới làm rõ trí tuệ, thông thái, khôn ngoan với uyên bác, có cái định vị định thân đó đó, có nghĩa là có cái làm rõ được những điều đó đó chị. Thì thay vì Dạ. chị muốn có thông minh con tự chủ nè, thì những hình ảnh đó có khi không rõ, tại vì thông minh làm sao không rõ được, nhưng mà trí tuệ thì có hình rõ. Trí tuệ, thông thái, khôn ngoan, uyên bác, có định nghĩa rõ ràng. Những ngày tới làm rõ hen chị. Dạ, em biết ơn thầy ạ. Gieo cái ý niệm, gieo một ý đó trước đi, là những ngày tới chị học xuyên suốt đó, làm rõ ra từ từ, Dạ. rõ hình là quả. Đúng rồi, rõ hình rõ quả thầy ạ. Và cái gì có trong đầu thì sẽ có trong tay thầy ạ. Dạ.
Chúc mừng chị. Dạ. Hôm nay thấy chị giơ tay rồi mà chưa gọi được, hôm nay thấy chị giơ tay nữa chắc chắn gọi. Biết ơn chị. Dạ, chị đang ở đâu? Em ở Bình Dương thầy ạ. Bình Dương ha. Em ở Bình Dương mà em có được nghe tới cái khóa học này của thầy Toàn mà em lên YouTube em tìm mà em toàn cứ thấy mỗi lần tìm cái em thấy cái gì mà cứ bài học tâm đắc ngộ ra, không có thấy thầy thầy dạy cái gì nói cái gì mà bữa nào cũng có bài học tâm đắc ngộ ra gì trời. Em nói sao mà cứ bài học tâm đắc ngộ ra cả tiếng tiếng đồng hồ mà không thấy dạy cái gì mà cứ tâm đắc ngộ ra. Cái em đánh vào trong cái khung chat là em cần tôi cần một người hỗ trợ để vào học trực tiếp, cái mà hầu như em coi cái bài nào em cũng đánh vô đó rồi mà không không có ai để mà tức là làm nhân mạch cho em kết nối và em học trực tiếp đó thầy. Cái này em cứ lên em nhắn tin em xin hoài vậy đó mà không thấy ai trả lời em hết. Cái rồi em nghe tới mọi người nói cái này cái tâm y dung lên đó là mình sẽ có sức khỏe có sắc đẹp. Cái rồi em tìm cái địa chỉ của tâm y dung em lên YouTube em tìm nó trời ơi có cái địa, cái gì có cái trung tâm làm đẹp không có cái địa chỉ gì hết thì trời em tìm hoài không có cái địa chỉ gì hết. Sao một kỳ cục có cái lớp học gì mà không có ai mà không có liên hệ được với ai rồi có địa chỉ cái trung tâm làm đẹp mà tìm không ra không cho người ta địa chỉ sao ta biết đường. Cái là em mới search qua trên Facebook, em search trên Facebook thì em đánh gõ vào tâm y dung cái rồi em mới thấy là 152 xẹt 14 Thành Thái. Cái rồi là em rồi em phóng xe lên em phóng xe lên rồi em nói với mấy chị ở trong đó là có ai có thể làm nhân mạch, ai có thể làm nhân mạch để hỗ trợ em vào học trực tiếp được không. Cái rồi chị ngoan có chị ngoan nói là để chị làm cho, để chị làm nhân mạch để chị kết nối với em. Cái là em biết ơn chị ngoan nhiều lắm, em được vào học trực tiếp để em chia sẻ với thầy, em được gặp thầy và em được gặp mà em nói chuyện với mọi người trong Zoom em chia sẻ. Em biết ơn thầy và thầy Hoàng, thầy Toàn nhiều lắm ạ. Dạ, biết ơn chị. Nhân Dạ viên, nhân viên tốt mà. dạ Trung tâm y dung thì có vợ, gặp vợ em ở trên đó. Vợ em em tên Vi, ở tâm y dung. dạ À. em mới làm chị ngoan thôi, em chỉ biết có chị ngoan thôi. Ngoan, chị Ngoan dễ Dạ thương lắm. dạ chị ngoan dễ thương, nói chuyện dễ thương lắm. Cô Giáp Thảo, CEO của tâm y dung á, thì cổ cũng ở Bình Dương đó. Dạ Ừ, bữa nào có dịp kết nối liên hệ. cô giáo Thảo á thầy. Cô Giáp Thảo, cổ họ Giáp. Giáp Thảo à, dạ rồi em biết ơn thầy. Ừ, bữa nào chị lên thăm Mỹ Dương đi, có khi mấy cổ ở trên đó đó gặp nhau rồi kết một nối tuần cổ ở. em một tuần em lên 2 lần thầy ạ. Hèn chi, đẹp quá. À. Dạ một tuần em lên 2 lần. Camera mờ luôn kìa. Đẹp, lấp lóa lấp lóa, Dạ. sáng Dạ. Em nghe mọi người trong đây nói là lên tâm y dung là sẽ đẹp và sẽ khỏe nên là em kiếm bằng được tâm y dung em lên. chói. Dạ, biết ơn chị. Dạ em biết ơn thầy. Em xin hạ tay ạ. À. Nguyên, Nguyên nghe nói ở Bình Dương cười quá. Chắc là Xin chào thầy và chào tất cả các anh chị. Em cũng ở Bình Dương nên khi nghe chị Hằng Giao nói ở Bình Dương thì em hố lên là cùng tỉnh cùng ở cùng nơi xem như đồng đội gần nhà học chung với nhau. Em xin chia sẻ em hôm nay có 2 cái hiện thực. Cái hiện thực đầu tiên là có cái ao nước mà khui dòng ra như hôm qua thầy Nhật Âm chia sẻ là khi mà mình học với tâm thế mình chia sẻ lại á thì mình sẽ học được nhiều kiến thức hơn. Với tâm thế trước khi em đi học khóa của khóa thấu hiểu nội tâm cái nội âm vui thì em cũng xác nhận là em chia sẻ lại với
với mọi người xung quanh. Chính vì vậy thì hôm nay em có chia sẻ lại cho hai người bạn của em, thì em được học hỏi từ hai người bạn của em thêm được rất là nhiều kiến thức mới. Thứ nhất là về kiến thức Phật giáo, thứ hai là về kiến thức về ngành spa mà em đang tìm hiểu. Thì phát hiện được là em gửi gắm đi kiến thức của Quýt, nhưng em nhận lại rất nhiều kiến thức về tài chính, rất nhiều kiến thức về kinh doanh, về spa hoặc là về Phật giáo vân vân. Thì đó là em hiện thực. Đúng rồi, đúng là thầy dạy quả không sai, cứ cho đi rồi mình sẽ nhận lại nhiều hơn. Đó là hiện thực đầu tiên. Hiện thực thứ hai là hôm nay khi em đang chia sẻ với bạn của em về các cái kiến thức Phật giáo, thì em bé của em 3 tuổi mới đi tắm vào, có thể là phòng máy lạnh nên là bé là bị lạnh, cái em rất mền cho bé. Thì em nhớ tới cái bài học là hình ảnh trong đầu của mình á, là em cho bé một cái hình ảnh rất là đẹp, là bé khỏe mạnh. Cái em nói chuyện với bạn nó cũng rất là an vui, cái tâm thế nó rất là hòa nhã. Chính vì vậy thì nguồn năng lượng nó an vui, nó hạnh phúc, nó truyền cho em bé, nên một lúc sau là em bé khỏe lại. Thì đó là hai cái hiện thực mà em thấy nó chứng minh được thông qua cái quá trình học tập. Em xin hết. Điều này có nguồn năng lượng của an vui hay sao á, Thiến Nguyên á, à, chỉ có Dạ, tại chọn được nó an ăn vui, vui hơn à. thấy nhẹ nhìn thấy gì sao, thấy À. bình lặng. Dạ, tại vì hôm nay khi chia sẻ với một bạn này thì bạn này có tìm hiểu về lực nhân quả nhiều. Thì hôm bữa thì bạn có chia sẻ là khi con người ta vào trạng thái an lạc quá thì sẽ như thế nào. Theo góc nhìn của bạn thì bạn cho rằng miễn người ta chấp nhận cái trạng thái an lạc đó thì không sao hết. Nhưng mà vài hôm trước thì em học cái khóa K29 thông qua ghi âm tới video số 14, thì em nghe thầy Toàn bảo là con người chúng ta vẫn là những người bình thường, vẫn phải lao động, cho nên là chắc em nhớ chúng ta thầy Nhật Anh nói hoặc là thầy Toàn nói, em không nhớ chính xác. Thì nếu như mà chúng ta chạm ở trạng thái an lạc quá mức thì có thể là sẽ đi tu luôn, sẽ rời xa gia đình, rời xa vợ con, cho nên nên giữ cái điện từ quang dương hoặc là điện từ quang cân bằng. Chính vì vậy thì hôm nay thông qua 5 buổi học của Quyết rồi thì em có hẹn bạn để mà chia sẻ lại với bạn là đối với cái góc nhìn mà em học của bên Quyết đó, thì nên giữ cái trạng thái cân bằng và trạng thái điện từ quang dương đang xen với nhau để chúng ta còn cuộc sống, còn phải có sự nghiệp và còn những mối quan hệ khác nữa. Còn nếu như trạng thái an lạc quá thì sẽ rời xa gia đình, sẽ biến thành những cái chân tu. Như thế thì nó chưa phù hợp lắm, cho nên em muốn nhắc lại cho bạn để bạn có thể hy vọng là bạn có thể thay đổi được góc nhìn của bạn, với bạn có thể sửa chữa được hình ảnh trong tâm trí của bạn. Và chính vì bạn là một người có sự am hiểu về luật nhân quả, bạn có nguồn năng lượng cũng tương đối là bình an. Chính vì vậy thì trong cuộc trao đổi của em với bạn khá là bình an, khá là hạnh phúc, cho nên nó làm cho em tới tới thời điểm bây giờ vẫn còn cái trạng thái nhẹ nhàng. Dạ, tại tốt vậy, Dạ. cân bằng Dạ. bằng dương, nha, biết ơn chị. Dạ. Biết ơn thầy. Mời anh Con chị chia sẻ khỏe tiếp ạ. không? Con khỏe hơn rồi Dạ hả? con khỏe ạ. À. Phần lớn là con em khỏe, với lại hình ảnh của em về các con luôn luôn lúc nào cũng là hình ảnh đẹp không ạ. Em có một cái may mắn là em suy nghĩ cái thứ gì trong cuộc đời này em cũng suy nghĩ tích cực không ạ. Dù cho ai đó ngã nó đi trong đầu em cũng xác được ạ. Tốt tốt. Trước đây thì có thể được gọi là ảo tưởng sức mạnh, còn bây giờ thì em nghĩ cái đó là một cái phước báo, và em chỉ cần làm rõ hình, định tâm và hiểu biết và tin vào những gì mình làm, thì mình làm nó cực kỳ đơn giản, cực kỳ nhẹ nhàng, thường xuyên làm, những công làm mình làm được. Cho nên cũng có cái kết quả hiện nay của em thì cuộc sống em nó rất là viên mãn, cuộc sống gia đình được cực kỳ hạnh phúc, em có một cái hình ảnh đẹp về chồng, nên cuộc sống vợ chồng con cái mọi thứ nó đều như mơ vậy đó. Mọi người nhìn vào em có thể thấy là em lúc nào sao cũng phơi phới, lúc nào cũng cảm giác rất là mơ mộng. Nhưng mà thật ra nhưng mà do hình ảnh trong tâm trí của mình nó đẹp như vậy rồi, thì kêu mình thay đổi thành cái màu đen mình không thay đổi được, tại vì đời sống dục của mình từ nhỏ tới lớn là người miền Tây chân chất thật thà vui vẻ ăn no lo đi chơi. Thì không có cái góc nhìn nó tích Tưởng ăn no rồi đi ngủ chứ, ăn no đi cực. chơi. Thật ra là có ăn no lo đi ngủ nữa.
Nên chính vì vậy thì em thấy là cái kết quả hiện tại của em làm cái gì đó, chỉ cần em quyết định làm, quyết tâm làm thì mọi thứ đến với em nó rất là đơn giản. Thì cái bài học trên Đất Ngộ Ra về cái công thức cội nguồn cuộc sống đối với em nó rất là chân thật, và nó cực kỳ có hiệu quả và thấu suốt đối với bản thân em luôn. Là mọi thứ đều mọi mọi thứ hình ảnh của em nó cực kỳ rõ, cực kỳ khao khát và rõ ràng. Rồi vâng, bao nhiêu thôi, cảm ơn các anh chị đã nghe em chia sẻ, mời các anh chị khác tiếp tục mình chia sẻ để mình có nhiều bài học trên Đất Ngộ Ra hôm nay. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Biết ơn chị. Xin mời Lụa Nguyễn. Xin mời chị. Em xin kính chào thầy, em chào cả cả lớp mình ạ. Em xin tự giới thiệu về bản thân ạ. Em tên là Nguyễn Thị Lụa, hiện tại em đang sống tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Và em cũng xin được biết ơn nhân mạch của em là chị Phan Thị Hồ Điệp. Mặc dù là chị Phan Thị Hồ Điệp không có theo chương trình của mình lâu dài, tức là cũng chỉ xem một vài cái kênh qua YouTube, nghe ghi âm lại. Nhưng mà em cũng rất là biết ơn, bởi vì đó cũng là cái cơ duyên của em. Thì em nghĩ đó cũng là cái tổng nghiệp của em rất là xịn sò. Thì em cũng đã nghe YouTube được tầm khoảng 5 khóa trước khi mà em vào khóa này. Thì hôm nay là cái cơ duyên em được nghe trực tiếp được thầy Nhật Anh và tất cả nhà mình chứa đựng. Thì em rất là biết ơn. Thì hôm nay em cũng muốn chia sẻ về một số cái bài học bài học tâm đắc, mà thực ra thì em nghĩ là tổng nghiệp của em cũng cũng rất là xịn sò, cho nên là em cũng có những cái trước đây thì cuộc sống của em thì cũng cũng khá là yên bình, và em nghĩ rằng là mình cũng cũng có những cái gì đó nó cũng đồng đồng với lại tổ chức của thầy, có nghĩa là những cái suy nghĩ của em nó cũng tích cực như thế, có nghĩa là trong cuộc sống hàng ngày thì em cũng luôn luôn là nhìn mọi mọi vấn đề là hết rất là lạc quan. Thì hôm qua mình học tới tới cái phần là sự chân thật, thì em cũng lại liên tưởng đến là những cái cuộc sống có những cái vấn đề xảy ra, thì thường thì em cũng được ví dụ như là được sếp cấp trên của mình nhận xét là một người giống như là mình điềm tĩnh á thầy, tức là khi một nghe một một cái sự việc gì đó xảy ra thì em thường là sẽ có một cái khoảng trống nào đó tức là mình không có phản ứng liền đấy, và sau đó thì em sẽ có những cái hướng, những cái cách xử lý giải quyết công việc tiếp theo một một cái bằng một cái cách nào đó nó hợp lý và nó rất là logic. Thì em sau khi học và nghe ra những cái bài học và liên quan đến sự chân thật thì em lại nghĩ rằng là đó có thể đó cũng là một cái gì đó sự chân thật ở trong mình, để mình có cái thời điểm tại cái thời điểm đó thì mình sẽ không có bị dính mắc vào những cái lớp tánh hay là lớp tình. Ví dụ như là nếu như mà mình nghe một cái sự việc nào đó mà mình sẽ bị dính mắc vào lớp lớp tánh thì có thể là mình lại sẽ phản ứng, mình sẽ phải phân tích và phân biệt để mình, nếu mà sự việc nó xảy ra nó không có phải là một sự việc như ý thì có thể nó sẽ làm cho mình lại dính mắc đến cái lớp tình, và mình sẽ có những cái phản ứng, một là những phản ứng thái quá, một là hoặc là những cái phản ứng mà có thể làm cho người khác cảm thấy không hài lòng đó. Thì em lại có cái cơ may là em lại giữ được cái khoảng khoảng không sau đó, thì em nghĩ đó chính là cái sự an vui, cái sự an vui, cái sự chân thật của mình. Thì lúc đó tại thời điểm đó thì em chỉ biết là mình đang nghe và mình đang thấy, sau đó thì em sẽ có những cái cách xử lý cho vấn đề đó. Thì em nghĩ là đó là cái sự chân thật. Thì không biết là theo theo quan điểm của thầy thì không biết có em có được đến đến cái độ đó chưa ạ? Chị cảm Dạ nhận có khoảng không trong nội tâm hả? thì đó Mà nói nó chung là cảm nhận được thầy ạ, có nghĩa là em sẽ nó ngắn đúng không? là nó rất là ngắn và em giữ được cái tâm mình nó không không có suy nghĩ gì về về cái vấn đề đó tại cái thời điểm đó. Thì sau đó thì em lại lại có những cái cách
để em có thể giải quyết được vấn đề. Lúc đó sáng suốt nhất, lúc đó Dạ tự biết làm gì. vâng. Có thể là tự em cũng cảm nhận được, nhưng mà em cũng được những người xung quanh có thể là có những cái nhận xét đó nữa. Đây là cái bài học về cái sự chân thật đối với bản thân em. Còn là em lại có một số cái hiện thực nữa, đó là khi mà lúc cái tuổi còn tầm khoảng cấp 2, cấp 3 thì em thường là có những cái suy nghĩ, có một cái hình ảnh về về khi mà em kết hôn á, thì em sẽ có một cái người chồng, một cái hình ảnh rất là hiền lành và ít nói. Thì khi mà trưởng thành thì em lấy chồng, thì cho đến thời điểm bây giờ á, thì em vẫn luôn luôn là gì, tại sao nó lại trùng hợp và nó lại ngẫu nhiên đến đến như thế. Có nghĩa là người chồng hiện thực của em thì là một người rất là hiền lành và cực kỳ ít nói, mà ít nói đến hồi đôi khi nó lại là đến nhiều khi nó lại ít quá, ít nói quá. Và nhiều khi em cũng cảm nhận là không hiểu sao, em không hiểu luôn lý do. Thì đến khi bây giờ học thì em cũng cảm nhận được là tại mình đã đặt cái hình ảnh đó rất là sâu ở trong tâm trí. Và đến khi nó cũng hiển nhiên và nó đạt được như vậy á thầy, có nghĩa là em cũng cũng phải nói đến đến cái hiện thực đó, mà em cũng cũng khi mà nghe được bài học của thầy Toàn thì em cũng nghĩ rằng là dường như em cảm nhận là em cũng phải nổi gai ốc luôn á thầy. Có nghĩa là nó đúng ghê luôn á, đúng như là một cái hình ảnh đã thực sự nó đã in trong quá khứ như nào và nó hiện ra ở hiện tại y như thế. Thì đấy là cái hiện thực của em, thì em đã có cái hình ảnh và có kết quả luôn. Sau này thì em đã đạt được kết quả luôn, là một trong những cái mà nó thực tế đối với em. Là đấy là cái hiện thực thứ nhất. Và cái hiện thực thứ hai nó cũng liên quan đến là hình ảnh, kết quả hình ảnh trong tâm trí. Thì trong khoảng tháng tháng 3 vừa rồi thì bé lớn nhà em á, tức là đã học lớp 12 và không không hoàn toàn không có cái kế hoạch để thi cái chứng chỉ IELTS tiếng Anh á, thì đến cái giai đoạn tháng 3 thì do bé là thấy ở trong lớp của mình đã có khá là nhiều bạn đã hoàn thành cái chương trình thi, thì em cũng nghe quyết rồi, cho nên em cũng có nói chuyện với con và đã hướng dẫn cho con để đặt một cái lên một cái kế hoạch, tức là con sẽ lên một cái kết quả. Cái kết quả của con ở trong đầu là con đã đạt được cái IELTS 6 chấm hoặc 6.5 gì đó, đấy là kế hoạch. Thì em cũng vạch ra cho con một cái lộ trình để con có cái hình ảnh trong tâm trí rằng là con sẽ thi được cái chứng chỉ IELTS. Thì chỉ trong vòng một tháng thôi, thì sau khi nghe cái sự hướng dẫn của em á, thì bé cũng có lên kế hoạch. Và thì là hạ tầm 20 tháng 3 thì bé đã đăng ký thi, và 20 tháng 21 tháng 4 là bé thi. Thì trong vòng một tháng thì con làm y như là cái kế hoạch của con đã được đề ra, thì con đã đạt được một cái chứng chỉ IELTS là nằm ở 6.5. Thì em lại lại rất là tâm đắc về cái bài học của thầy, tức là khi mình đã đặt nên một kế hoạch và mình sẽ có được cái hình ảnh, sáu theo bảy con cái hình ảnh là có kết sáu quả, cái rõ hình là quả. Thì em cũng có nói với bạn bé nhà em là như vậy, thì bạn cũng đã đạt được hết sức là ngoạn mục. Đấy là cái hiện thực về cái hình ảnh trong tâm trí. Dạ. Và một cái hiện thực nữa thì em cũng xin chia sẻ với nhà mình là em có hai bạn, chứ một bạn là lớp 12 nhưng một bạn nữa năm nay vào lớp 11. Thì năm nay cũng vào lớp 12, một bạn đầu năm nay vào đại học và bạn thứ hai vào lớp 12. Thì có một cái giai đoạn, tức là ở cuối năm cấp 2, thì bạn thứ hai thì thực ra là bạn thì tính cách của bạn thì từ nhỏ đến lớn đã được định hình là giống y tính của ba, tức là cũng ít nói. Và đến cái thời điểm đó, một cái thời điểm tức là buổi tối, thì chị lớn có nói với em rằng là: "Mẹ ơi, không biết bé, không biết em sao nằm khóc." Thì em có hỏi ra, thì mấy bữa trước thì em cũng có quan sát là bé có làm một cái bài bài trắc nghiệm, là tức là liên quan đến cái vấn đề trầm cảm.
Thì bởi vì ít nói thì em lại không không nghĩ rằng là bé rơi vào cái tình trạng đấy. Nhưng mà con thì đã tự ý và làm cái bài trắc nghiệm trầm cảm ở trên mạng online á. Và khi mà phát hiện ra là bé có nhận được kết quả email từ email của trung tâm gửi về là bé có dấu hiệu trầm cảm, thì lúc này em cũng rất là bình tĩnh và em cũng có nói với chị hai rằng là con cứ cứ lặng im lặng và coi như không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Không biết có nghĩa là cứ để im đó rồi rồi mẹ sẽ định hướng lại. Thì lúc này thì em cũng nói với chị hai là mình sẽ phối hợp với nhau và không nhắc gì đến cái vấn đề đó nữa, và những ngày sau đó thì em sẽ nói chuyện nhiều hơn với con. Đấy, đã nói chuyện nhiều hơn với con và có những cái kế hoạch là dắt con đi ra ngoài nhiều hơn và nói chuyện rất bình thường và luôn luôn động viên rằng là mọi thứ bên ngoài sẽ tự mình phải mở chứ không phải là mình sẽ khép lại ở nhà và mọi thứ nó sẽ đóng lại. Thì em dần dần em định hướng cho con, và cho đến cái thời điểm này có nghĩa là đã tầm khoảng 2 đến 3 năm qua rồi thì bé nhà em thì nó quay ngược trở lại, có nghĩa là bé đã mạnh dạn hơn và có bạn bè. Trước đó thì không có bạn bè tới nhà chơi hồi nào cả, nhưng mà sau đó thì bạn có rủ bạn bè tới nhà chơi và tự lấy đồ ăn, thì em cũng khích lệ là các con cứ thích ăn cái gì thì tự nấu, mẹ đã mua sẵn ở trong trong tủ lạnh thì cứ thích cái gì thì làm đó. Và dần dần rằng là bé cũng là mạnh dạn, và trên lớp thì có những cái chương trình hoặc là những cái bài thuyết trình thì con thường là xung phong ra để làm. Thì đấy là cái mà em cũng tâm đắc về cái hình ảnh của mình muốn hướng con tới cái điều gì đó, thì chính mình sẽ là người định hướng cho con trở thành như vậy. Đó là những cái hiện thực mà nó rất là hiện hữu ở trong cuộc sống của em. Chính vì vậy nên là em muốn chia sẻ để cả nhà mình có thể là thấy được rằng là những kiến thức mà áp dụng của thầy vào trong cuộc sống thì nó thực sự là rất là hữu hiệu, và nó làm cho cuộc sống của chúng ta sẽ từ những cái chỗ mà mình tưởng chừng như là bế tắc thì mình có thể là chính mình sẽ mở ra và không có ai khác nữa. Thì đó là những bài học tâm đắc ngộ ra của em. Thì hôm nay em cũng rất là biết ơn cả nhà mình, biết ơn thầy Nhật Anh đã cho em cơ hội để em có thể chia sẻ với cả nhà mình ạ. Em rất là biết ơn ạ. Dạ. Biết ơn chị. Dạ, biết ơn thầy. Chúc mừng cả nhà. Dạ, em xin được tắt mic ạ. Dạ. Xin mời Hà Thị Trang. Dạ, em Trang chào thầy Nhật Anh và chào cả nhà mình ạ. Em trân trọng biết ơn thầy và tổ chức quýt đã mở lớp nội tâm, cũng như là trân trọng biết ơn nhân mạch của em là bạn Nguyễn Thị Thảo đang học mentor 5 đã giới thiệu em vào tổ chức quýt. Thưa thầy, thì hiện nay em cũng đã theo học quýt được khoảng tầm 3 tháng rồi, và em cũng cảm thấy bản thân mình nhận được rất là nhiều giá trị từ cộng đồng của mình. Trong bài hôm qua thầy Nhật Anh chia sẻ thì em rất là tâm đắc với lại cái phần anh thầy chia sẻ về cái chỗ mà ao tù ấy. Thì bản thân em thấy là trong thời gian qua em học được nhiều, tuy nhiên là em cũng chưa có dùng cái tri thức đó để đi chia sẻ cho nhiều người. Em chỉ hiện nay em đang nói chuyện với chồng em và một số người bạn thôi, thì có những cái em chia sẻ, có những cái em không chia sẻ. Nhưng mà thông qua những cái mà thầy Nhật Anh chỉ điểm thì em cũng biết là khi mà mình nhận vô tri thức á, nếu như mà mình không có sự chia sẻ ra thì nó cũng giống như ao tù vậy, và cái đầu mình tự nhiên nó thấy nó mênh mông và mình khó có thể chứa đựng thêm được nữa tri thức. Bởi vậy nên là em mới thường xuyên em đặt ý là mình sẽ thường xuyên lên chia sẻ bài học tâm đắc ngộ ra về những cái bài học mình nhận được và những điều mình ngộ ra. Và thứ hai là nếu như mà có thời gian thì em sẽ quay lại một số cái video để mà tự nói lại những bài học mình học ngày hôm nay, cũng như là chia sẻ cho chồng mình cũng như là những người bạn xung quanh mình. Và cái thứ hai em tâm đắc ở
ở bài ngày hôm qua nữa là khi mà trước khi em vô quýt đó, thì em cũng có tìm hiểu về các cái kiến thức về bên nhà Phật đấy thầy, và em cũng đi học thiền Vipassana. Tuy nhiên là em trong quá trình học thì có thể là những cái tri thức đó em cũng ngộ nhưng mà chưa được nhiều, nhưng mà khi vào quýt học đến bài cấu trúc con người thì em hiểu rõ hơn về cấu trúc con người là gồm tâm, tánh, tình và thân tứ đại. Và từ đó thì khi mà một thông điệp tới với mình ấy, thì em cũng biết là nếu như mà theo cái hướng ánh sáng nhất á, thì cái thông điệp đó mình nên cho vào bên đi thẳng vào lớp tâm, mình nghe biết nghe như vậy thôi và thấy biết thấy như vậy thôi. Sau đó thì mình đi ra cái lớp tánh để mình phân tích phân biệt theo hướng ánh sáng và thuận chiều mong muốn. Và sau đó thì mình mới ra lớp tình để mình đối đãi. Em ví dụ như là khi mà một cái thông điệp bất như ý tới chẳng hạn, giả sử như một bạn làm cho em giận, em cảm thấy trong lòng nó hơi giận lên, nó nóng lên một xíu, thì em đưa những cái thông điệp đó vào bên trong lớp tâm em đón nhận trước đã. Sau đó thì em ra lớp tánh, em phân tích phân biệt là khi mà bạn nói như vậy á, mà mình giận lên, thứ nhất về phía của bạn thì bạn làm mình không vui thì bạn tích ác đức, mà thứ hai mình oán trách, mình giận lên sân si lên thì mình cũng mất 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 phước. Cho nên là bản thân em biết là những điều đó là không tốt, cho nên khi mà có một cái thông điệp bất như ý tới thì không ngoài gì khác là mình bao dung cho người là cái cách tốt nhất như là thầy Toàn đã chỉ. Và thứ ba là mình ra cái lớp lớp tình, mình đối đãi bằng việc là mình trân trọng biết ơn bài học. Và nếu mà gặp trường hợp thực tế như vậy thì có thể là mình chỉ có cười thôi, và mình cũng không có suy nghĩ nhiều đến những cái điều mà bất như ý. Và trong cái công thức mà công thức nguyên lý về hình ảnh nhé thầy, thì cái kết quả mà mình có được ngày hôm nay là do những hình ảnh mình đã huân tập nghe thầy nói biết. Khi mà học lớp nội tâm xong thì trong thời gian vừa qua em học khoảng 8 buổi lớp tư duy của cô Minh, em cũng hiểu hơn về công thức này. Tức là khi mà mình huân tập những hình ảnh nghe thấy nói biết thì mình phải kiểm soát cái phần nghe thấy của mình làm sao mà theo hướng ánh sáng và thuận chiều mong muốn. Và ngoài ra thì cái phần nói biết đó, thì mình cũng cũng phải là nói theo cái hướng ánh sáng và thuận chiều mong muốn của mình. Đó là những cái mà em rất là tâm đắc. Thì thông qua lớp em biết là học phần sau thì có thể thầy chia sẻ thêm về 7 cái bố thí mà không cần dùng tới tiền để tạo công đức phước đức ấy. Em cũng có đợt này em có gieo duyên được cho mẹ chồng em và mẹ em đang tham gia ở khóa này. Thì hôm nay mẹ điện lên thì mẹ bảo là sao mẹ thấy học đến cái phần này mẹ hơi đau đầu. Thì em cũng nói với mẹ em là mẹ ơi, thực ra thì đến phần này á, một số người bạn của con học cũng thấy cũng có hơi nó không có vào á, thì thôi mẹ cứ cố gắng ấy, mẹ nghe giúp con. Đến qua khoảng 4 5 lần như như bạn của em á, Thảo đang học mentor thì học tới 4 5 lần thì bạn mới hiểu được cái cấu trúc này, thì mẹ mới nghe một lần, có thể mẹ cứ nghe đi để mẹ huân tập đi. Rồi qua một thời gian nữa con nghĩ là mẹ sẽ hiểu thôi. Em rất là vui khi mà em chia sẻ ra bạn bè của em cũng như là mẹ chồng cũng như là mẹ của em đang đón nhận tri thức của bên WIT. Bởi vì khi mà vào WIT thì em hiểu là mình đang rất là giàu rồi. Khi mà vào WIT á, mình hiểu được là cái đích đến của tiền ở lớp tài chính cô Hoàng Anh dạy á, đích đến của tiền đó là tạo lập chất lượng cuộc sống và tạo lập giá trị. Mà chất lượng cuộc sống á, là mình có cái nội tâm an vui, sức khỏe tốt và có mối quan hệ chất lượng. Thì ở trong lớp nội tâm và các lớp khác mình học với cái sự chứa đựng của các thầy và các tri thức ấy, thì cái nội tâm mình chắc chắn nhận được sự an vui bằng một cái hướng mà các thầy chỉ khi mà thông qua cấu trúc con người. Còn sức khỏe thì sáng em dậy tập thay cân đổi cốt và các cái lớp về hình thể ấy, thầy thì em thấy là mình cũng khỏe lên rất là nhiều. Em cũng biết là dùng khí để mà tập như thế nào và hướng dẫn lại cho gia đình. Thì thực tế nếu như mà sức khỏe của mình không đảm bảo
như mình chỉ có đi kiếm tiền thôi ấy, thì mình sẽ dùng tới 70% số tiền đó để mình lo cho sức khỏe. Mà vào quýt có sức khỏe rồi ấy, thì cũng coi như là mình đang đang giàu lên rồi. Và phần mối quan hệ thì thông qua lớp nội tâm mình học thì mình cũng sẽ biết tạo dựng những mối quan hệ xung quanh của mình, biết biết nhận dạng và đối đãi với chín dạng người như thế nào, và mình nâng cấp 5 cấp độ mối quan hệ của mình lên tin tưởng, thân thiết và quý mến với lại những người xung quanh ra làm sao. Thì em thông qua đây em rất là biết ơn tổ chức của mình. Chỉ có 3 tháng thôi em theo học nhưng mà em cảm thấy trong người mình hiện nay rất là giàu có. Thì có thể nói là mình phi vật chất hóa, vật chất hóa phi vật chất. Dạ. Em rất là biết ơn thầy Nhật Anh, biết ơn cả lớp mình đã chứa đựng và cho em chia sẻ. Em cảm ơn cả nhà đã đón nhận và chúc mọi người một buổi học tối nay hưởng thụ học tập, nhận được nhiều tri thức ạ. Biết ơn chị. Chúc mừng cả nhà, chúc mừng chị nghe. Chuyển hóa ha. Nghe được những hiện thực chuyển hóa này hạnh phúc lắm. Tại nãy giờ nhà anh nghe các anh chị chia sẻ đó, có các anh chị cũng có tâm đắc về thân người á, thân tứ đại á. Bây giờ phát triển lên luôn thành là bát đại luôn nha cả nhà. Thân bát bát đại gọi là bát đại duyên hợp, bát đại duyên hợp. Bát đại duyên hợp, dạ. Bát đại duyên hợp, dạ. Tâm tánh tình, tâm tánh tình thân. Thân thì có 5 cái là đất nước khí lửa điện, nên con người mình á, là bát đại duyên hợp. Chỉ cần 8 phần này làm tốt thì con người sẽ khỏe, bên trong an vui, bên ngoài thì lại mạnh khỏe. Tâm nè, tâm thì an vui, tánh thì bao dung. Tình hả? Tình là trân trọng, biết ơn. Đất là những phần cứng trong cơ thể, là dinh dưỡng, đất là dinh dưỡng. Nước là nước, cơ thể con người có nước, cơ thể con người có khí. Lửa là hơi ấm. Điện là điện từ, bao gồm điện từ quang với điện từ âm dương. Nên là 8 phần này duyên hợp lại tạo thành cơ thể con người, tạo thành con người. À, nên chúng ta có một nhận thức đó là con người là bát đại duyên hợp. Muốn có sức khỏe tốt thì tâm an vui là sức khỏe tốt, tánh bao dung, tình trân trọng biết ơn thì sức khỏe tự tốt nè. Rồi đất là dinh dưỡng, nước là có phần nước tốt, uống uống nước đúng cách. Hôm trước giao lưu với cả nhà, uống nước đúng cách. Khí, biết cách có hơi thở, thở đúng cách. Thì cái này các anh chị học thay gồm đổi cốt là nhận được. Lửa là hơi ấm nè, tắm đúng cách. Các anh chị nghe lại thu âm những ngày trước đó, có bối cảnh giao lưu về phần chăm sóc sức khỏe. Rồi điện là điện từ. Ngày hôm nay mình nói đến các khối điện từ, nay hoặc mai mình nói tới ha, nên gọi là bát đại duyên hợp. Nên thông qua các anh chị chia sẻ thì những anh xin phép gửi đến cả nhà, gửi đến cả nhà ý này, bát đại duyên hợp. Biết ơn các anh chị, chúng ta quay lại hẹn cả nhà. Dạ. Rất là biết ơn các anh chị. Chúng ta bắt đầu bước vào nội dung tiếp theo. Hôm qua thì chúng ta đã tìm hiểu về sự chân thật nơi chính mình. Sự chân thật đó là ý nghe, ý thấy, ý nói, ý biết.
hay còn gọi là tánh chân thật. Đây, cả nhà có thể nhìn lại hình vẽ này, đồ hình này một lần nữa. Đồ hình cấu trúc con người. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về tánh người. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về tánh người. Tánh người thì có 16 tánh người. Đây, cả nhà có thể nhìn vào hình vẽ này, nhìn vào đồ hình này. Cả nhà có thể lặp lại cùng với Nhật Anh nha cả nhà. 16 tánh người là bắt đầu từ trên đây nè, thọ nè. Thọ, tưởng, hành, thức, tài, sắc, danh, thực, thùy, tham, sân, si, mạn, nghi, ác, kiến. Ha, 16 tánh. Nhanh nè. Thọ, tưởng, hành, thức, tài, sắc, danh, thực, thùy, tham, sân, si, mạn, nghi, ác, kiến. Thọ, tưởng, hành, thức, tài, sắc, danh, thực, thùy, tham, sân, si, mạn, nghi, ác, kiến. Cả nhà có thể lặp lại cho quen ạ. À. Thọ, tưởng, hành, thức, tài, sắc, danh, thực, thùy, tham, sân, si. Gì nữa ạ? À? Tham, sân, si, mạn, nghi, ác, kiến. Cả nhà cứ đọc hoài tự nhiên nhớ à. Thọ, tưởng, hành, thức, tài, sắc, danh, thực, thùy, tham, sân, si, mạn, nghi, ác, kiến. Đây là 16 tánh của con người chúng ta. Đã là con người thì ai cũng có 16 tánh người. Chúng ta bắt đầu tìm hiểu về, đầu tiên á là mình hiểu ý nghĩa của từng chữ này đó. Chữ thọ nghĩa là gì nè, chữ tưởng nghĩa là sao, hành là sao, thức là sao đó, tài sắc danh thực thùy là sao, tham là gì, sân là gì, si là sao, mạn nghi ác kiến. Chúng ta hiểu về cái chữ đó nghĩa là gì trước ha. Rồi sau đó mình mới hiểu tới tánh người. Có nghĩa là thêm tánh vô, thêm chữ tánh vô thì nó sẽ khác. Nhưng đầu tiên mình hiểu ý nghĩa của chữ này đã. Nè, thọ. Các anh chị có thể ghi giúp Nhật Anh nha. Thọ. Thọ nghĩa là nhận vào. Thọ. Thọ. Ừ, thọ nè. Cả nhà có nghe, đã từng nghe là thọ giáo không? Thọ giáo. Trong phim á cả nhà, thọ giáo. Xin thọ giáo, tại hạ đó, đó tại hạ xin thọ giáo. Xin thọ giáo, túc hạ. À, coi phim nhiều là biết. Thọ giáo có nghĩa là nhận cái sự chỉ giáo đó. À, thọ nghĩa là nhận vào. Nhận vào, thu nhận vào. Dạ, thọ nhận. Thọ là thụ nè, cũng nói đó. Có nghĩa là nhận vào. Thọ ký. Ừ. Nhận vào. Thọ nhận ha. Thọ nghĩa là nhận, nhận vào. Rồi, thọ nghĩa là nhận vào. Chữ Hán á, chữ thọ nó dịch qua tiếng Việt là nghĩa là có nhiều ý nghĩa, nhưng mà mình chọn nghĩa này là các cao nhân chỉ điểm cho mình. Đó là nghĩa là nhận vào. Thọ nè, nhận vào. Tưởng. Thọ rồi tới tưởng. 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 Tưởng thì có ba ý nghĩa. Tưởng về quá khứ á. Tưởng về quá khứ là tưởng nhớ. Tưởng về quá khứ của mình đó gọi là tưởng nhớ. Tưởng về quá khứ là tưởng nhớ. Hoài niệm tưởng nhớ. Tưởng ở hiện tại là tưởng tượng.
tưởng nó hiện tại là tưởng tượng. Tưởng về tương lai người ta gọi là liệu định. Liệu định, liệu định đó cả nhà. Định liệu, liệu định là mình định cái như mục tiêu của mình đó. Mình muốn là đơn giản lắm, ngày mai ăn cái gì, ngày mai làm gì thì mình có liệu định trước, đó là tưởng về tương lai, được không ạ? À? Tưởng, tưởng nhớ, tưởng tượng và liệu định, được ha. Hành, hành có nghĩa là, hành có nghĩa là gì ạ? À? Hành có nghĩa là, hành đây không phải là hành động, hành này á có nghĩa là truy xuất ra. Hành có nghĩa là truy xuất ra. Khi mình nhớ về một điều gì, mình truy xuất ký ức nhớ lại, thì truy xuất thông tin đó ra thì gọi là hành. Hành ra, thọ là nhận vào, hành là xuất ra, giống như nhập kho xuất kho đó cả nhà. Nhận là đem, thọ là đem hàng để vô kho, hành là đem lấy hàng trong kho ra, xuất ra. Thì thọ với hành thành một cái đem vô, một cái đem ra. Thọ tưởng hành thức, thức có nghĩa là hiểu biết nè, hiểu biết kiến thức, hiểu biết đó. Thức là hiểu biết kiến thức. Rồi có đôi lúc rồi là ý thức, nhưng mà nói chung là những cái hiểu biết, tri thức, kiến thức. À, thọ tưởng hành thức, được chưa ạ? Thọ tưởng hành thức. Rồi tài bắt đầu nè, thọ tưởng hành thức bốn cái này thường đi chung nè, sau đó bắt đầu qua tài nè. Tài, tài á, tài là tiền tài với tài năng. Đề tài là tiền tài và tài năng. Tài là tiền tài với tài năng. Tài là tiền tài và tài năng. Sắc, sắc á là có sắc thân nè, có hai cái sắc thân và sắc tướng. Sắc là sắc thân với sắc tướng. Tài sắc á hả? Tài sắc là hai hai chữ khác nhau á. Tài là tiền tài với tài năng. Còn các anh chị nghe tài sắc vẹn toàn là vừa có tài vừa có sắc, vừa có tài năng và vừa có sắc đẹp. Sắc là sắc thân á, sắc thân với sắc tướng. Sắc thân có một số người, các anh chị có thường nghe là trọng sắc thân không? Bắt đầu mình phân biệt sắc thân với sắc tướng nè. Sắc thân, trọng sắc thân. Trọng sắc thân có nghĩa là rất là quan trọng bên ngoài của mình không? Trọng thân này, trọng sắc thân á là khỏe với đẹp. Cái người trọng sắc thân là người đó trọng sức khỏe của mình và trọng cái sắc đẹp, muốn cho mình phải khỏe với đẹp. Đó gọi là trọng sắc thân. Vậy thì một người mà không quan tâm nhiều tới sức khỏe của mình, không quan tâm đến sắc đẹp, mặc đồ sao cũng được, không quan tâm đến đẹp xấu, nếu họ nói như vậy theo cả nhà họ có sắc thân không? Theo cả nhà họ có sắc thân không ạ? À? Họ có không ạ? À? Họ có,
nhưng mà theo chiều hướng là ít. Đúng rồi, cái anh chị nói đúng đó, họ có nhưng mà ít, tại vì ai cũng có 16 tánh người hết, ai cũng có các tánh này hết. Rồi, một người nếu mà họ nói á, là thôi tôi cũng không có mê tiền đâu, có nhiều tiền có nhiều xài nhiều cũng không quan tâm đến tiền bạc nhiều, thì họ có phần tài của họ thì sao? Họ có tánh, họ có tài không? Họ có, không phải là có tài năng mà là họ có cái tánh tài không? Tánh người của họ đó, họ có nhưng mà dao động theo thấp thôi, không nhiều. Còn số người nào họ tánh tài của họ cao, cái phần tài của họ đẩy lên cao, thì họ rất thích tiền và rất là trọng về tài. Không có nghĩa tốt xấu gì hết nghe cả nhà, chỉ là tánh con người mình bắt đầu hiểu về tánh con người mình. Đó là tiền tài với tài năng, đó là tài. Sắc là sắc thân nè, trọng sắc thân. Rồi sắc tướng nè, sắc tướng ai ở đây bước vô nhà mà thấy dép để tùm lum, các anh chị hoặc là ai đó cảm thấy khó chịu. Dép để tùm lum hết, đồ đạc để lung tung, thì một số người nếu sắc tướng họ cao thì họ nhìn vô họ không không thấy khó chịu, ngứa mắt. Rồi sắc tướng á là cái gì, phải để ngăn nắp hết không? Sắc tướng trong không gian làm việc, chỗ làm việc của mình thì phải gọn gàng ngăn nắp hết, và để xô bồ thì mình không chịu được, thì gọi là sắc tướng. Hình tướng á, sắc tướng là hình tướng phải phải chỉnh chu, phải có sắc. Rồi mặc một cái áo thì chỉ cần người mà sắc tướng cao á là có một cái vết dơ đó thôi là nhìn thấy liền và để ý và thấy liền à, và không chịu, phải sạch sẽ hết mới chịu được. Cải thiện làm sao thì tính sau, khi mình hiểu được tánh người mình á, mình biết được con người mình có phần nào cao, cái nào cao, cái nào thấp, thì tự biết mình điều chỉnh lại à. Là học hết, lát nữa hiểu hết, các anh chị tự nhiên nhận thức được tánh mình à. Học phần này thú vị lắm, tự nhiên mình hiểu mình hết luôn cả nhà, hiểu mình và hiểu người xung quanh, hiểu vợ chồng con cái và những người thân yêu, ba mẹ mình, bạn bè mình hiểu con người làm việc với họ, mình hiểu hết luôn. Sống chung với nhau là phải hiểu tánh nhau. Một số người phụ nữ á, đàn ông đi tiểu á, trong bồn cầu á, dội chúng nước, cái nước tiểu còn đọng lên trên đó không dội, bực bội, thì đó là một dạng sắc tướng, phải sạch. Dơ hay là thấy dơ ho khai là không chịu được đó, cái đó sắc tướng á. Không có nghĩa là tốt xấu gì nha, chỉ là ý là như vậy, tánh con người vậy đó. Rồi một số người phải là cái bếp, bếp là phải gọn gàng không, bếp là phải sạch, phải gọn, làm ăn đồ ăn xong là cuối cùng nấu ăn xong là phải dọn sạch hết, lau dọn cho sạch sẽ, mà để dơ là không chịu được, có không ạ? Tánh sắc, cái đó là sắc tướng cao. Nhưng số người thì để đầy ở đó hết cũng thôi thôi, cũng có gì đâu, ngày nào chả ăn, ngày mai ăn thì cũng lấy cái nồi đó thôi, thì để đó luôn, lâu lâu mới lau một lần. Thì đó, sắc tướng cũng có sắc tướng nhưng không cao. Rồi có khi sắc tướng cái này không cao nhưng sắc tướng phần khác thì lại cao. À, để bếp đồ nè, có thể không quan tâm gì mấy, nhưng mà bước vô giường ngủ là phải gọn gàng à, tủ đồ là phải ngăn nắp à, à nhà vệ sinh là phải sạch sẽ à. Vì một số người họ như vậy đó, thì do cái đó là sắc tướng về không gian, về nơi ở của mình. Rồi sắc tướng về màu sắc không, sắc tướng về màu sắc. Có ai, các anh chị, anh có ai á, các anh chị nhìn vô có một số không gian, các anh chị đi tới tự nhiên thấy sơn màu này xong thấy xấu à, có không? Thấy sơn sơn gì kỳ vậy trời, trời ơi, cái áo vậy cũng mặc được. Sắc tướng cao.
Còn sắc tướng không cao thì ăn mặc sao cũng được hết á. Màu mè gì thôi, quan tâm gì tới màu mè đâu, kệ nó có đồ mặc là được rồi. Có chỗ ở là được, có chỗ ngủ là may lắm rồi. Có miếng ăn là may lắm rồi. Miếng ăn thì nó là thực là ăn, thùy là ngủ là nghỉ. Lát nữa ghi vô đây, sắc thì sắc tướng á. Rồi nè, có khi nếu bây giờ nè, để có những người là sắc tướng nhìn là méo mó là không chịu được, ví dụ giờ Nhật Anh ghi rồi Nhật Anh để về nè, cả nhà nhìn thấy màn hình Nhật Anh đó, cả nhà để về nè, có ai đây thấy tự nhiên thấy cũng kỳ kỳ không? Sao đây ghi gì méo xẹo vậy trời, ghi chữ cái nghĩa gì mà sao tùm lum hết đó, thì đó là sắc tướng đó. Thôi để thẳng lại để giữ mạng mình. Rồi có những người sắc tướng và chính tả nữa nha, sắc tướng và chính tả, ghi sai chính tả là khó chịu liền á, sai chính tả là khó chịu, nói trời vậy cũng ghi sai nữa, phát hiện ra liền à, phải chỉnh chu lắm, chữ nghĩa là phải đúng hết đó. Có người nói là, có chị nói là sai chính tả là không chịu được nè đó. Ừ. Mỗi một ngành nghề sẽ có một cái tánh, yêu cầu một cái tánh đó cao. Những người làm ngành thiết kế, làm hội họa thiết kế thì tánh sắc cao, tánh sắc cao mới làm được, tánh sắc không cao thì không quan tâm mấy tới sắc hết, phải không? Đời công việc thì cần có, nếu ai có sắc tướng cao thì làm việc rất là chỉnh chu bài bản, viết viết thư viết đồ á, viết ra cũng phải gọn gàng ngăn nóc nữa, phải có đầu có đuôi, viết mà cục ngủn không có đầu đuôi gì hết thì có một số người họ không chịu được, thì họ nói là hơn khó chịu, cái đó là do sắc tướng quyết định đó. Rồi sắc nè, đồ quần áo nè, mặc mà không ủi thôi là nhìn thấy liền á, nếu sắc tướng cao là nhìn qua cái là thấy áo này không chưa ủi, áo này em mặc áo là hơi ngắn tí. Thì đó là do tánh sắc của mình cao, thì để mình hiểu tánh mình và mình hiểu mình, đừng nói người ta tại sao có những người các anh chị thấy sao mà kỹ quá, hoặc là tánh, hoặc là sao mà sắc quá thì sao, thì sao các anh chị, thì tánh người ta vậy kệ người ta, hơi đâu mà tự nhiên ngồi thấy khó chịu gì, tánh người ta như vậy, tánh người ta khác, tánh mình khác, hơi đâu mà mình ngồi mình suy nghĩ, tánh họ như vậy đó, tánh như vậy đó. Nên khi hiểu được tánh người, mình sẽ đơn giản để bao dung. Hiểu được tánh con người đơn giản để bao dung. Tại vì tánh người ta, tánh người đó là rất thích tiền, nên người ta có mê tiền tí cũng có gì đâu. Còn có một số người không quan tâm đến tiền, không quan tâm tiền tài, không quan tâm tài năng gì hết, thì thôi tánh người ta mà, tánh họ như vậy. Mình hiểu người xung quanh mình á, hiểu mình và hiểu người xung quanh mình. Rồi, sắc ha, đó là sắc, sắc thân, sắc tướng, danh, tài, sắc, danh. Danh là danh tiếng. Danh là danh tiếng. Có những người thì thích danh thô, đó là muốn người ta, muốn mình phải nổi tiếng. Còn số người thì danh vi tế, không có cầu. Có những người họ là họ nói nè, thôi tôi đâu cần ai biết tới, thôi tôi không có thích người nhiều người biết tới đâu, có không ạ? Thì họ có danh không cả nhà? Nếu họ nói là họ thôi tôi không cần người ta biết tới tôi đâu, không cần đâu, tôi không thích nổi tiếng đâu,
họ có danh không? Cảnh kia họ có danh mà danh đó là danh nhỏ, danh danh vi tế, danh vi tế, đúng rồi. Vậy thì con người luôn luôn có danh đó nha. Ai đây các anh chị, đâu đó lúc có một số lúc các anh chị cảm thấy mình có những người họ muốn có sự ghi nhận không, muốn được người ta tôn trọng, muốn được người ta thừa nhận, muốn được người ta ghi nhận mình những gì mình làm á, nếu không ai biết tới và họ còn trách móc nữa hoặc là họ không để ý gì hết, thì đâu đó có khi cảm thấy á, là mình muốn người ta phải biết tới, biết về những gì tôi đã làm và những gì tôi đã thầm lặng làm á, tại bạn không biết thôi, muốn người ta ghi nhận mình, thì đó là tánh danh vi tế, không cần sự nổi tiếng nhưng mà lại muốn người ta biết tới, đó là danh đó, tánh danh. Con người luôn luôn có tánh danh, nên nếu biết đối đãi với lại trong mối quan hệ được tốt, mình chỉ cần buông được danh mình xuống, buông danh, đừng có yêu cầu người ta tôn trọng mình chi hết á, tại vì tánh danh của mình cao lên, mình nhức đầu lắm, lúc nào cũng muốn người ta phải nể trọng, tôn trọng mình, trân trọng mình, thôi khỏi. Tánh danh đó, giảm tánh danh, buông danh mình, còn trọng danh người. Danh của người ta thì mình nâng lên thì kết giao quan hệ được tốt, tại vì con người thì cần có sự ghi nhận, nên khi mình ghi nhận, biết ơn người xung quanh, ghi nhận họ thì đơn giản có mối quan hệ với người đó, gắn kết được mối quan hệ tốt. Buông danh mình, còn danh người thì trọng trọng danh người. Buông danh mình, trọng danh người. Trọng danh của người một tí, ghi nhận họ. Thừa nhận sự vượt trội của họ, ghi nhận biết ơn họ. À, có sự ghi nhận vai trò và ghi nhận cái hiện diện của những người xung quanh thì sẽ có mối quan hệ tốt hơn. Danh vi tế hả? Danh vi tế có nghĩa là danh nhỏ, danh ẩn, vi tế là nhỏ. Vi tế, chữ vi tế có nghĩa là cái gì đó nhỏ nhỏ, không có hiện, không có lộ ra. Cảm thụ vi tế, cảm thụ vi tế là những cảm thụ không có bộc lộ ra ngoài, nhưng mà mình có thể cảm thụ được những cái dao động nhỏ, là mình cảm thụ một mái động, có một cái chữ gọi là mái động, một mái động có nghĩa là một cái động đậy nhỏ là mình biết, đó là vi tế. Hèn, tánh danh ha, danh người thì ghi nhận con người, đó là trọng danh của người khác, còn danh mình ai có thể buông được thì người đó nhẹ. Tài sắc danh thực, thực là ăn, tùy là ngủ, tùy là ngủ là nghỉ, thực là ăn, tùy là ngủ là nghỉ. Có những người ăn gì cũng được không, có miếng ăn là được có đồ ăn là mừng lắm rồi, không có đòi hỏi gì hết. Có số người thì ăn là phải ăn ngon á, ăn đồ không ngon không chịu được, ăn ngon mới thích, còn ăn không ngon là biếng ăn. Vậy thì cả hai người này đều có thực không cả nhà? Cả hai người đều thực hết, nhưng mà theo hướng ít thì nhiều thôi. Ăn uống luôn đó, đúng rồi đó, ăn uống luôn, thực là ăn uống. Rồi, thùy là ngủ nghỉ. Thì nếu thùy cao á, là ngủ là phải ngủ chỗ sang trọng, ngủ là phải thoải mái, chăn êm đệm ấm mới ngủ được thoải mái. Còn ngủ mà ngủ nghỉ mà thao hướng thấp á, dao động không cao, đánh thùy không cao thì ngủ sao cũng được hết, đặt lưng xuống là ngủ, nằm đâu cũng ngủ được, lăn lê bò lết gì cũng nằm ngủ được.
thì đó là cũng có tánh thùy, cũng có thùy nhưng mà thùy ít thôi. Thấy cái gì cũng cao hả? Chúc mừng. Ai thấy cái gì cũng cao, chúc mừng các anh chị. Các anh chị giàu. Thấy gì cũng cao thì một á là các anh chị là người giàu, người ta rất trọng tài sắc danh thực thì. Còn hai là nhu cầu của mình trong tài sắc danh thực thì cao. Nhu cầu về tài sắc danh thực thì, nhu cầu con người nằm trong này không à, tài sắc danh thực thì. Còn gì cũng thấp hả? Cũng chúc mừng luôn. Ai mà cái gì cũng thấp hết, cũng chúc mừng các anh chị. Các anh chị đỡ bị khống chế, đỡ bị hoàn cảnh bên ngoài khống chế, và đỡ bị người ta khống chế luôn. Ai con người á biết được người ta muốn cái gì, người ta mà biết mình trọng cái gì thì khống chế cái đó. Ví dụ ai đó nhìn thấy người khác, cái người này rất trọng danh thì chỉ cần phá danh của họ thôi, khích họ vài câu thôi thì họ sân lên, họ bực bội lên, phải không? Tánh người mà, tánh người hay lắm. Tánh người mình hiểu xong á, mình làm chủ lại tánh người của mình. Khi nào mình muốn lên, đẩy lên cao thì cao, khi nào cho nó xuống thấp, khi nào buông đi thì buông, buông thì buông, cầm thì cầm. Đó là sức mạnh của tri thức này, làm chủ được, hiểu được tánh người, có thể làm chủ được tánh người mình và thấu hiểu được người xung quanh mình. Thì người nào tài sắc danh thực thì ít thì các anh chị khỏe, đồ ăn có sao ăn cũng được hết, miễn là có ăn thôi. Còn không có ăn nữa thì thôi, cũng đi kiếm miếng ăn thì cũng được, không bị nó không bị là đồ ăn mà không ngon là không ăn được, nhịn đói luôn thì bị cái thực đó khống chế rồi. Chỗ ngủ là phải sạch mới ngủ được thì bị khống chế luôn. Còn người mà không ngủ đâu cũng ngủ được thì dễ chút xíu thì ngủ khỏe. Nên mấy con ngay từ nhỏ nếu mà để cho thùy cao quá, ngủ là phải tắt đèn, phải im lặng mới ngủ được. Sau này mấy đứa nhỏ lớn lên, hoàn cảnh nó bị hoàn cảnh bên ngoài ảnh hưởng liền à. Đi đâu làm gì, ai làm ồn xíu cũng không ngủ được. Lúc nào cũng phải kêu người khác, phải sao? Phải im lặng, phải tắt đèn hết thì bị khống chế. Nên ngay từ nhỏ đừng để cho những cái tánh này của con cao. Thùy nè, ngủ đâu cũng ngủ được, ồn ào sao cũng ngủ được hết, thì sau này lớn lên con sẽ tự chủ được và con rất là độc lập, tự lập. Ồ, học phần tánh người đâu có phức tạp, học phần tánh người này là siêu đơn giản, tại vì mình chưa nói hết á. Chưa, các anh chị từ từ, chưa đâu, đơn giản lắm, chưa thấy cái học phần nào đơn giản hơn. Nè, người ta đã nói, khoa học nói tính cách, tánh người là các nhà khoa học gọi là tính cách, người ta hả tìm hiểu ra tới muôn ngàn tính cách. Thì khi nào các anh chị nghiên cứu tính cách đó, lúc đó nó mới phức tạp. Còn cứ hình dung như vậy, hàng hà sa số tính cách, có phải con người mình có rất nhiều tính cách không ạ? À? Rất là nhiều tính cách, nhưng mà đã đơn giản hóa lại còn có 16 cái à? Quá đơn giản, còn lại có 16 tánh. Chỉ cần hiểu từng tánh đó là mình hiểu mình. Đơn giản lắm. Ha. Các anh chị cứ từ tốn. Cứ từ tốn. Cứ tập nói vậy nè. Mình nói phức tạp thì đầu thì mình đã có niềm tin phức tạp rồi. Làm sao mà mình có thể hiểu được nếu như mình nói phức tạp. Nhưng mà mình nói dễ thì không dễ. Có phải không? Mình nói khó thì nó khó cái thì thua, niềm tin mà khó rồi thì suy nghĩ theo hướng khó luôn và làm gì cũng khó hết. Thì nên các anh chị có thể có một câu này các anh chị nói được lắm nè, đó là các anh chị tập một thói quen nói một câu này nè, làm cái gì đó làm cái gì cũng vậy hết, các anh chị mới nói vậy nè, không khó không dễ
nhưng mà đơn giản. Anh chị, không khó, không dễ, nhưng đơn giản. Không khó, không dễ, nhưng mà đơn giản. Được không? Không khó, không dễ, nhưng đơn giản. Thì nếu chưa đơn giản thì thôi cũng giả bộ đơn giản đi. Giả bộ từ từ được. Đơn giản riết từ từ đơn giản thiệt. Dạ. Rồi. Thùy á. Thùy là ăn, Thùy là ngủ, là nghỉ, thực là ăn. Rồi, tài sắc danh thực thì. Được hang canh chị. Rồi, bắt đầu là tham. Tham nghĩa là cái gì ạ? Theo cả nhà tham là gì? Tham nghĩa là sao ta? Tham. Tham có phải là thường, có phải ngoài xã hội thường người ta định đồng hóa chữ tham nghĩa là tham lam không? Người ta nói người này tham lắm thì mình thường nghĩ tham là tham lam, nhưng mà không phải đâu. Tham á, bản chất là một ham muốn thôi. Nếu một người tham giúp người, nếu mà muốn giúp người, thích giúp người thì tham đó đâu còn là tham lam nữa, đâu còn là muốn về mình nữa, mà là hào phóng, muốn giúp người nhiều. Nên là bản chất của chữ tham á, đó là ham muốn thôi. Tham nghĩa là ham muốn thôi. Còn tánh tham, lát nữa nói tới tánh tham thì mới có dao động của âm dương vào. Nên bản chất của tham là ham muốn. Ninh Lã giơ tay là trả lời câu hỏi tham này đó hả? Hả chị? Thôi biết ơn chị. Chắc hạ tay hen chị ha. Dạ. Em hạ tay chị ha. Biết ơn chị. Tham là ham muốn. Tham nè. Sân. Sân á, là giận dữ. Si. Si là mê muội. Tham sân si, ba chữ này là ba tánh khác nhau hoàn toàn. Tham là ham muốn, sân là giận dữ, si là mê muội. Tham sân si, mạn. Mạn á là ngạo mạn. Ngạo mạn. Tham sân si, mạn, nghi. Nghi là hoài nghi. Ác á, ác là tàn ác. Kiến là cố chấp. Ham là ham muốn, sân là giận dữ, si là mê muội. Tham là ham muốn, sân là giận dữ, si là mê muội. Cái chữ đó nghĩa là như vậy. Ngạo mạn là ngạo mạn. Nghi là hoài nghi. Ác là tàn ác. Kiến là cố chấp. Nghi là hoài nghi, ác là tàn ác. Kiến là cố chấp. Các anh chị ghi được tới đây chưa ạ? Dạ rồi ha, các anh chị ghi được rồi ha. Rồi, các anh chị giúp đỡ Nhân Anh bắt đầu mình ghi những câu trọng điểm nè, trọng điểm của tánh người. Các anh chị ghi tham tưởng là trọng điểm của tánh người, tham tưởng là trọng điểm của tánh người. Các anh chị ghi nha, tham tưởng. Tham tưởng là trọng điểm của tánh người.
Tham tưởng là trọng điểm của tánh người. Tham tưởng về tài. Tham tưởng về tài hay về sắc? Tham tưởng về tài, về sắc, về danh. Tham tưởng là trọng điểm của tánh người. Tham tưởng về tài, về tham tưởng về tài nè, tham tưởng về sắc, tham tưởng về danh, tham tưởng về thực, tham tưởng về thùy. Tham tưởng là trọng điểm của tánh người. Tham tưởng về tài, tham tưởng về sắc, tham tưởng về danh, tham tưởng về thực, tham tưởng về thùy. Hay tham tưởng về tài, hay tham tưởng về tài, về sắc, về danh, về thực, về thùy. Hay tham tưởng về tài, về sắc, về danh, về thực, về thùy. Anh chị ghi được chưa ạ? Tham tưởng về tài, tham tưởng về sắc, tham tưởng về danh, tham tưởng về thực, tham tưởng về thùy. Hay tham tưởng về tài, về sắc, về danh, về thực, về thùy. Quyết định mức độ, cấp độ. Quyết định cấp độ, quyết định mức độ, cấp độ. Quyết định mức độ, cấp độ của sân, của si. Quyết định mức độ, cấp độ của sân, của si, của mạng. Của sân, của si, của mạng, của nghi, của ác, của kiến. Sẽ quyết định mức độ, cấp độ của sân, của si, của mạng, của nghi, của ác, của kiến. Quyết định mức độ, cấp độ của sân, của si, của mạng, của nghi, của ác, của kiến. Quyết định thọ cái gì? Quyết định thọ cái gì? Hành thế nào? Thức ra sao? Quyết định thọ cái gì? Hành thế nào? Thức ra sao? Quyết định thọ cái gì? Hành thế nào? Thức ra sao? Tham tưởng là trọng điểm của tánh người. Tham tưởng về tài, về tham tưởng về sắc, tham tưởng về danh, tham tưởng về thực, tham tưởng về thùy. Hay tham tưởng về tài, về sắc, về danh, về thực, về thùy. Quyết định mức độ, cấp độ của sân, của si, của mạng, của nghi, của ác, của kiến. Quyết định thọ cái gì, hành thế nào, thức ra sao? Dạ. Các anh chị đợi Nhật Anh, cho Nhật Anh 1 phút nha cả nhà. Đợi Nhật Anh chút xíu ạ. Dạ rồi. Đây, chúng ta bắt đầu hiểu về tánh người nè cả nhà. Lúc nãy mình ghi thọ tưởng hành thức, tài sắc danh thực thùy, tham sân si mạn nghi ác kiến. Đó là ý nghĩa của từng chữ đó. Bắt đầu bây giờ mình thêm chữ tánh vào.
Tánh người là có tánh thọ, tánh tưởng, tánh hành, tánh thức, tánh tài, tánh sắc, tánh danh, tánh thực, tánh thùy, tánh tham, tánh sân, tánh si, tánh mạng, tánh nghi, tánh ác, tánh kiến. Tánh người thì sẽ có dao động của điện từ âm dương, có nghĩa là nó sẽ có cao thấp biên độ dao động của nó. Đây, anh chị vẽ một cái thang này vô nè, một cái đường thẳng. Anh chị vẽ vào, ở trên này là dương nè, dưới này là âm. Đấy, tham tưởng là trọng điểm của tánh người, phải có tham tưởng thì mới là con người. Tham tưởng nó sẽ quyết định vận hành của toàn bộ tánh người. Thì tánh tham, tham á, tham là ham muốn, nhưng mà tánh tham thì lại có tham âm với tham dương. Nhưng anh xin phép nói lại, tham là ham muốn, nhưng mà tánh tham thì đã có tánh thì nó có sẽ có âm có dương, nên là tánh tham thì sẽ có tham âm với tham dương. Tham theo chiều hướng âm, nếu mình tham theo chiều hướng âm là mình muốn lấy về mình, tham theo hướng âm là muốn lấy về mình, thì khi đó người ta gọi đó là tham lam. Lúc đó người ta gọi tham mà theo hướng âm là tham lam. Rồi, nhưng mà một người tham giúp người, có những người tham giúp người không ạ? Tham giúp người nghĩa là ham muốn đi giúp người, thì tham đó là tham dương. Tham dương thì người ta gọi đó là hào phóng. Tham hương, tham dương là hào phóng. Tham thì có tham âm với tham dương, âm với dương ha. Tham theo chiều hướng âm, biên độ dao động thấp thì đó là tham lam, còn theo hướng dương thì nó là hào phóng. Vậy thì từ nay hết có một cái hết bị đồng hóa khái niệm, có nghĩa là tham không còn là tham lam nữa nha cả nhà. Tham không có nghĩa là tham lam, tham âm mới là tham lam, muốn lấy về mình, làm một việc gì mà ý niệm đó là vì mình. Nếu làm một việc mà ý niệm đó là vì mình thì lúc đó tánh tham đã vận hành theo hướng âm rồi, lúc đó gọi là ý niệm âm. Tham, các anh chị muốn muốn làm gì, muốn giúp người đi, nếu muốn giúp người để mình giàu có, theo các anh chị nếu muốn cho đi, muốn giúp người nhưng mà nội tâm mưu cầu là muốn giúp người ta là để cho mình được giàu lên, thì theo cả nhà ý niệm đó là ý niệm gì? Cả nhà muốn giúp người nhưng mà sâu thẳm bên trong mình á, ý niệm mình phát ra là tôi muốn giúp người cho đi là để tôi được giàu có, vậy thì ý niệm đó là ý niệm âm, nghĩa là muốn về mình, vì mình. Ý niệm âm về âm có nghĩa là vì mình. Vậy thì ý niệm âm thường kết quả sẽ không thuận lợi. Nên yêu thương một ai đó, thường con người sẽ có nhà, có những người họ sẽ nhân danh tình yêu thương, có nghĩa nó nói là vì thương con, vì thương con mà la con, vì thương con mà la con. Vậy thì la con là vì tốt cho con hay là vì tại vì không có hài lòng với con, không hài lòng nên mình la, vì bực bội ngứa mắt hoặc là không có thích, không có không chịu. Vậy thì nếu là có nói là nếu bất lực nè, cảm thấy bất lực la, vậy thì khi đó la là để thỏa mãn nội tâm của mình. Sự giận dữ á, giận dữ là một dạng biểu hiện của bất lực, là mình cũng không làm gì được hơn nữa thì biểu hiện ra ngoài như vậy. Vậy thì khi la con
Nếu mà nội tâm của mình vì tốt đẹp cho con mà chỉ có mình mới biết nha, mình liêm chính nội tâm thì mình mới biết. Xét lại động cơ nội tâm của mình, ý niệm của mình là ý niệm âm hay ý niệm dương? Ý niệm thì có hai dạng, đó là ý niệm âm và ý niệm dương. Ý niệm thì có ý niệm âm và ý niệm dương. Thì mình chỉ cần xét lại động cơ mình thôi. Nếu mình nhận thức được mình đang làm động cơ làm một việc gì của mình là vì mình, thì ý niệm đó là ý niệm âm. Còn nếu làm việc đó là vì người khác thì ý niệm đó là ý niệm dương. Thì làm việc gì với ý niệm dương thì đơn giản để thành tựu hơn và sẽ thuận lợi hơn, đỡ bị vướng mắc, nội tâm sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Khi khởi tạo một kinh doanh, nếu kinh doanh đó lập ra là bởi vì muốn kiếm tiền thôi, tất nhiên thì động cơ mà để có thu nhập, có tài chánh là một phần động cơ rồi. Nhưng nếu chỉ có thuần là muốn, chỉ có muốn nhận lại tiền, vậy thì khởi tạo kinh doanh đó, cái tánh tham nó đã vận hành theo hướng âm. Thì khi khởi sự bằng một ý niệm âm thì kết quả sẽ không có thuận lợi bằng người có ý niệm dương. Tạo ra dự án đó là bởi vì ai đó vì muốn trao đi giá trị và muốn giúp con người, thì người làm với ý niệm dương thì sẽ được trợ lực. Người làm với ý niệm dương thì nguồn lực xã hội sẽ trợ lực cho người đó. À, còn nếu mà vì người và cũng vì mình thì quá tốt, khi đó sẽ cân bằng được tánh tham này, lợi người lợi mình. Lợi người lợi mình là việc nhất định phải làm. Lợi người lợi mình là việc nhất định phải làm. Cuộc sống mình nó chỉ có mấy việc vậy thôi nè. Đó là việc gì mà lợi người á. Đầu tiên nè, có những việc mà hại hại người mà hại mình. Hại người hại mình thì tuyệt đối không làm. Hại người hại mình thì sao làm được? Tuyệt đối không làm. Hại người mà lợi mình thì cũng không làm. Hại người mà lợi mình cũng không làm. Lợi cho người mà hại mình thì sao ạ? Lợi người nhưng mà lại hại mình thì miễn cưỡng làm không lâu dài được, cũng không làm. Chỉ có lợi người lợi mình thì mới làm được lâu dài. Thì chỉ có mấy việc đó đó, hại người hại mình thì không làm nè. Hại người hại mình thì thôi, nghĩ là mày nhất quyết không làm. Rồi hại người mà lợi mình thì vĩnh cửu cũng không làm. Sau đó thì lợi cho người có lợi, làm việc đó rất có lợi cho con người nhưng mà lại hại mình, tổn hại đến mình thì mình đâu làm được lâu dài đâu, miễn cưỡng làm. Cuối cùng đó là việc mà lợi người lợi mình thì nhất định làm. Vậy thì trong lúc mình làm việc, ý niệm của mình xét lại cái động cơ của mình thôi. Nếu nó đang âm, chuyển qua dương. Chuyển ý niệm đó qua dương thì công việc mình sẽ hanh thông hơn và cuộc sống của mình đỡ nhiều cái trong nội tâm, nó sẽ đơn giản hơn. Góp ý xây dựng cho một người bạn của mình hay góp ý xây dựng cho con mình, đặc biệt là trong mối quan hệ của mình đó. Vậy thì lời xây dựng đó là vì người hay vì mình? Nếu lời nói đó
là vì mình. Nếu nếu mình nói ra là vì mình, tại vì mình không có hưa, mình ngứa mắt nên mình nói, thì động cái ý niệm đó với động cơ nội tâm đó, lời nói phát ra theo các anh chị sẽ mang theo nguồn năng lượng điều đó không, mang theo nguồn năng lượng của dính mắt không cả nhà? Nếu như mình mà đã bị dính rồi, mình bị dính hình, dính những cái không tốt mà mình muốn nói ra, mình có thể giả bộ nói là tại để nên nói ra để góp ý cho tốt lên, nhưng thật chất động cơ nội tâm của mình đã bị dính, mình đã không có hài lòng rồi. Vậy thì có nói cái gì ra đi nữa thì người ta cũng cảm nhận, người ta cũng sẽ cảm nhận, người ta không nhớ cái mình nói, người ta chỉ cảm thụ được cái năng lượng thôi. Nên là ý niệm, động cơ của mình là ý niệm âm vì mình, khi nói ra thì sẽ mối quan hệ đó không được thuận lợi, không tốt. Chỉ có khi nào ý niệm mình là ý niệm thuần dương, ý niệm dương vì người mà nói, vì người mà góp ý, người vì người mà xây dựng thì mối quan hệ mới tốt. Thường trong nhân sinh á, mối quan hệ nhân sinh thường gặp cái này, mình bị dính những cái hình không đẹp, những gì người khác làm, người ta hỏi cái mình nói là hỏi coi có lời khuyên không để cho góp ý cho lần tới làm tốt hơn. Đừng bao giờ nói luôn cả nhà, đừng bao giờ nói luôn các anh chị, tại vì theo cả nhà, nếu một người nè họ nói về, nếu sau một cái cuộc nói chuyện đi, sau một cái việc họ làm, họ nói, họ hỏi là nếu bây giờ á anh có thể góp ý cho em, nhờ anh góp ý cho em, anh em nãy giờ em làm vậy đó anh thấy sao, có được không, có còn góp ý tốt cái gì để cho em tốt lên không, thì theo cả nhà họ muốn gì, họ muốn gì ạ? Họ muốn gì cả nhà? Nếu một người nói như vậy đó, họ muốn được ghi nhận và họ muốn có những lời khích lệ. Vậy thì khích lệ họ, ghi nhận họ, theo cả nhà họ tự biết không? Họ tự biết được nên họ nên làm gì để cải thiện không? Họ biết. Trừ khi họ không biết luôn, họ bị quá cao ngạo rồi, có nghĩa là quá bị nằm ở trên cái vinh quang đó thì lựa lời nói thôi, nhưng mà mình lại không có, mình vì họ mà nói thì họ mới đón nhận được. Còn mà nếu mình vì mình nói thì dù mình có dùng lời lẽ gì đi chăng nữa, hoa mỹ tới cỡ nào, cuối cùng nó cũng là cái bên ngoài thôi. Còn ý niệm của mình mới quan trọng. Ý niệm của mình là ý niệm dương thì mối quan hệ mới tốt. Có một số thầy cô, một số người bạn của Nhật Anh, khi họ lên chia sẻ xong thì họ hỏi là Nhật Anh ơi, chia sẻ nãy giờ chia sẻ sao, có gì xây dựng không, thì cả nhà biết Nhật Anh nói làm sao không? Nhật Anh nói như vậy nè, đó là có một câu nói nhưng không biết có nên nói không, nói với người bạn đó đó, nói là có một câu nói nhưng mà suy nghĩ rồi không biết có nên nói không, nói ra đừng, nói ra đừng giận nha. Đó là nói là đừng nói chuyện hay quá, đừng nói chuyện hay quá, nói chuyện hay quá rồi sức hút lớn quá rồi sao, làm cho nhiều người ta thích quá, người ta không ngủ được sao, đừng nói chuyện hay quá. Thì mấy người bạn đó họ cười khà 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 khà, họ cười. Rồi họ sẽ tự nhìn lại họ và họ tự biết phải thay đổi cái gì. Và Nhật Anh cũng cũng được thầy của mình và những người bạn của mình làm điều đó cho mình. Sau một lần nói chuyện, mình sẽ biết được là mình cần cải thiện cái gì. Và tâm lý của một con người sau khi họ làm xong một việc, họ cần sự ghi nhận. Danh của con người luôn ở đó và họ cần được ghi nhận. Cần một lời khích lệ hơn là một cái góp ý. Tại vì góp ý sẽ làm teo tóp trái tim con người. Mặc dù họ biết luôn, họ biết là họ phải thay đổi luôn, nhưng lời góp ý đó họ không thích. Tại tánh người như vậy đó. Tánh con người là như vậy.
Vậy ha, mình xét động cơ của mình thôi, ý niệm mình âm hay dương. Nếu nó ý niệm nó âm, từ từ chuyển dịch qua dương, vì người. Làm sao để biết được, chỉ cần mình làm sao biết được mình đang có ý niệm gì, đó là mình liêm chính nội tâm, mình nhìn lại coi mình làm việc đó là vì ai và thật sự là vì ai, thì mình sẽ biết. Nếu phát hiện ra ngay giây phút mình vừa nhận thức được là mình làm việc điều đó vì mình, thì nó sẽ tan ra ngay tức khắc. Nếu nhận thức được thì mình sẽ nhìn nhận lại được liền ý niệm đó, nó ý niệm âm nó sẽ ngay tức khắc nó cân bằng lại, và chỉ cần mình có định hướng là chuyển qua vì người thì nó sẽ thành theo hướng dương. Làm sao để liêm chính nội tâm hả? Liêm chính nội tâm có nghĩa là mình đối diện với chính mình thật với chính mình, liêm chính, đối diện thật sự cảm xúc thật sự và những suy nghĩ thật sự mình đang có, mình đối diện không né tránh nó, đó là sự liêm chính. Rồi những ngày tới đây có được sự an vui bao dung trân trọng biết ơn thì đơn giản để liêm chính, bao dung cho mình, đối diện với chính mình. Người xứng đáng để bao dung nhất là chính mình, đối diện với con người mình. Cái khó nhất là đối diện với chính mình. Nếu ai đối diện được thì sẽ liêm chính được. Rồi, tánh tham hay cả nhà, tánh tham như vậy. Tham tưởng là trọng điểm của tánh người. Tham tưởng về tài, tham tưởng về sắc, tham tưởng về danh, tham tưởng về thực, tham tưởng về thùy, hay là tham tưởng về tài sắc danh thực thùy sẽ quyết định mức độ cấp độ của sân, quyết định mức độ cấp độ của sân, của si, của mạn, của nghi, của ác, của kiến. Tánh sân thì sân theo hướng âm á là giận dữ, biên độ dao động thấp á là giận dữ. Nhưng mà ngược lại thì sao? Có những người sân nhưng mà họ họ cái tánh họ theo hướng dương, sân âm thì là giận dữ, nhưng khi được thỏa mãn thì sao ạ? Khi được thỏa mãn nè, tham tưởng về tài, về sắc, về danh, về thực, về thùy sẽ quyết định mức độ cấp độ của sân si mạn nghi ác kiến. Mình xét tánh sân thôi, ví dụ một người tham tưởng về thực đi, đang tham tưởng được ăn, thì nếu không được đáp ứng, tham tưởng quá, tham tưởng về, tưởng là đi về nhà có đồ ăn ăn, đang đói mà tưởng là tới giờ ăn thì sẽ có miếng ăn, có ăn đồ ăn, thì đi về nhà không có luôn, không được đáp ứng, không có gì luôn, thì tánh sân sẽ dao động theo hướng âm liền, giận dữ. Nếu mà người đó tham tưởng về thực cao, nhưng bước về nhà tham tưởng về thực, đi về hoặc đi tới nơi chỗ đó thì thấy được có đồ ăn đầy đủ hết và đang đói mình được ăn, thì lúc đó tánh sân nó sẽ dao động theo hướng dương, nó trở thành hài lòng. Hài lòng lúc đó hài lòng. Vậy thì dao động của giận dữ với hài lòng, dao động mạnh hay nhẹ là lệ thuộc vô tham tưởng của mình. Tham tưởng càng nhiều thì dao động càng nhiều. Một người tham tưởng về thực, ai ở đây có ai ở đây đói thì mình dễ quạo không? Dễ bực bội, dễ quạo, sân si lên sân lên không? Đói thì dễ quạo. Thì đó là tham tưởng đó, tham tưởng về thực, do tham tưởng về thực dao động mạnh nên là mức độ quyết định mức độ cấp độ của sân. Tham càng nhiều thì sân càng mạnh. Còn có những người họ dao động nhẹ lắm, không có tham thực không cao nên đói họ cũng bình thường.
hơi khó chịu vậy thôi, chứ có không có gì cũng được, đơn giản để hài lòng. Ngủ cũng vậy, đang buồn ngủ mà nói hoài, đang buồn ngủ mà lải nhải hoài, không ngủ được, bực bội. Đang ngủ ngon bị kêu dậy, đang ngủ ngon bị đánh thức. Nếu người đó tham tham thùy cao, tham tưởng bị thùy cao quá thì dễ bị sân, dao động của sân dao động mạnh. Còn có người ngủ, đang ngủ cái kêu dậy, giật mình dậy cũng không có gì, là do không có tham tưởng nhiều nên đơn giản để hài lòng. Tham tưởng về tài nè, tham tưởng về tài, nhưng tới ngày đó là phải có tiền, cuối cùng tới ngày đó không được trả lương, trả chậm thì sân lên liền. Có một số người họ sân, một số người thì không có gì, bình thường, là do cái tham tưởng về tài quyết định. Rồi tham tưởng về danh, tham tưởng về danh, danh càng cao càng tham tưởng về danh, thì khi người ta không đáp ứng danh thì mình không hài lòng. Rồi nó kéo theo si luôn, tánh thân, tánh sân, tánh si, tánh si, si là mê muội, nếu theo hướng âm là mê muội. Khi giận dữ rồi dễ bê mê mê muội lắm. Còn ngược lại, nếu si theo hướng dương là sáng suốt, hài lòng với sáng suốt. Tánh si đó, tánh mạng, tánh mạng, mạng đó. Nếu theo hướng âm á, mạng mà dao động thấp theo hướng âm thì là tự ti, còn tánh mạng thì hơi đặc biệt, tự ti. Còn ngược lại đó là tự cao, và tự cao thì không phải là xấu, tự cao là hơn tự tin tí, nhưng cao hơn tự cao thì dương quá nữa thì nó sẽ thành cao ngạo, thì dương quá sẽ hóa âm, quy luật của âm dương, dương quá sẽ hóa âm. Nên người mà tự cao hơn qua khỏi tự cao, cao hơn nữa, ngạo mạn qua thời gian rớt xuống tự ti. Còn người nào tự ti thì qua thời gian có tự nhiên tới lúc nào đó tự nhiên cái tự cao lên, dương quá hóa âm, âm quá cũng hóa dương, giận dữ quá tới một ngày cũng mệt rồi, thôi hài lòng cho nó khỏe, cả đời giận dữ rồi thì tới cuối đời từ từ cái thôi hài lòng đi cho nó khỏe, thì giận dữ âm quá hóa dương. Người nào tham lam quá qua thời gian lấy về mình không à, tự nhiên tới ngày phát hiện ra sao mình lấy về mình vậy ta, cái hóa dương lại, từ lúc đó mong muốn đi giúp người. Còn hào phóng quá, giúp người nhiều quá mà không rõ mình muốn gì thì tới ngày không được đáp ứng nhu cầu của mình, cái trở nên là quay trở ngược lại tham lam. Nên có một số người phụ nữ họ đã dành cả thanh xuân của họ, họ thường nói như vậy nè: dùng tôi đã dùng cả thanh xuân để lo cho gia đình này, lo cho chồng con, lo cho ông, lo cho bà, lo cho chồng con, thì hào phóng quá muốn giúp, vì giúp người ta, nhưng cuối cùng hào phóng quá mà không có biết mong muốn điều gì, cuối cùng ra tới khi mình mong muốn không được, không ai giúp đỡ hết, tại vì mình cũng không rõ mình muốn gì nên đâu có ai giúp được. Thì lúc đó ngay ngay thời khắc đó lỡ sân thôi, lỡ giận dữ quán trách thôi, thì nó chuyển từ hào phóng chuyển liền xuống âm, từ đó trở đi không quan tâm nữa, mình làm gì là cũng nghĩ về mình. Thì tới tuổi bắt đầu mới dành mua mỹ phẩm, mua đồ lại chăm sóc cho chính mình, dành thời gian cho mình, thì hào phóng quay trở ngược lại tham lam, tham cho mình. Cả nhà nắm bắt ý này không ạ? Nhà nắm bắt ha, cả nhà.
Dạ. Nên là ai đó có tâm lớn vì xã hội, muốn cho đi phụng sự làm vì xã hội thì cũng phải biết rõ mình mong muốn điều gì. Không thôi hào phóng quá qua thời gian, đến khi có những lúc trọng điểm, á, gia đình có việc gì đó mà không được giúp đỡ, giúp xã hội nhiều, đến khi không được giúp đỡ lại, tại vì mưu cầu mà ham á, cái ham muốn á, làm cho ngay giây phút hào phóng đó chuyển dịch điện từ từ dương hóa liền qua âm, không còn động lực làm nữa mà chuyển liền qua là cái gì cũng phải quay về mình luôn, thì uổng lắm. Nên con người nếu cân bằng được điện từ á, nếu cân bằng được và hiểu được tánh người, lợi người lợi mình, động cơ đó lợi người lợi mình, thì bảo vệ được con đường đi lâu dài của mình. Được hen cả nhà. Tánh tham, tánh sân, tánh si, tánh mạng, tánh nghi. Tánh nghi, nghi là hoài nghi, nếu theo hướng âm là hoài nghi. Còn dương là theo hướng dương là tin cậy. Hoài nghi với cậy. Rồi, tánh ác. Tánh nghi rồi tánh ác. Tánh ác theo hướng âm là tàn ác, nhưng theo hướng dương là lương thiện. Lương thiện, nên người lương thiện mà bị dồn tới đường cùng, cái nhân ác nó trỗi dậy, luôn luôn có một cái phần âm trong đó, còn người ác cỡ nào cũng có chân thiện trong. Nên là hai mặt này, tánh con người âm dương nó luôn luôn vận hành, luôn luôn có. Rồi, cuối cùng là tánh kiến. Kiến á, kiến là cố chấp. Và theo hướng âm là cố chấp. Còn theo hướng dương, biên độ dao động cao theo hướng dương thì chấp nhận, người mà cái gì cũng chấp nhận được hết thì qua thời gian tự nhiên cứ ngắt lên, cố chấp vô cái gì cũng, cái đau cũng ngã theo hết, gì cũng chấp nhận hết, thì qua thời gian tự nhiên phát hiện ra mình không có lập trường gì hết vậy ta, cái tự nhiên chấp trở nên thành người chấp kiến, cố chấp vô cái góc nhìn của mình thì có âm dương. Đã là tánh người thì sẽ có dao động của âm dương, nên là dương quá nó hóa âm, âm quá hóa dương. Thì nếu mình không biết tánh con người mình nó cứ âm dương nhiều bài đó, do cái điện từ âm dương nó lưu động dao động, nó làm cho âm dương âm dương âm dương, thì tánh con người cứ dao động vậy và lên xuống hoài. Thì nếu biết thì cân bằng lại nó, định hướng và hướng dương nhưng cũng cân bằng. Các anh chị đọc lại câu hồi nãy, cái câu lúc đầu mình ghi á, tham tưởng là trọng điểm của tánh người, tham tưởng về tài, do tham tưởng về tài, tham tưởng về sắc, tham tưởng về danh, tham tưởng về thực, tham tưởng về thùy, quyết định mức độ cấp độ của sân si mạn nghi ác kiến, quyết định thọ cái gì, hành thế nào, thức ra sao. Ý nghĩa là sao? Mình đã hiểu được là dao động tham tưởng nó quyết định cái sân si mạn nghi ác kiến rồi, hen cả nhà. Tham tưởng càng nhiều thì quyết định mức độ cấp độ của sân si mạn nghi ác kiến. Rồi, thọ, tham tưởng về tài sắc danh thực thì quyết định thọ cái gì. Ví dụ ai đây các anh chị tham về thích danh đi,
thích danh, thích nổi tiếng. Có phải là mình thích đọc những người nổi tiếng không? Thích đọc, thích tìm hiểu về những người nổi tiếng. Hoặc là thích về tiền, tham tài, ham muốn về tiền nhiều. Thì có phải quyết định thọ cái gì? Mình sẽ có khuynh hướng là đọc những thông tin nè, nhận những thông tin về liên quan đến tiền nhiều là mình rất thích để nạp vô. Thọ cái gì? Quyết định thọ cái theo cái thông tin theo hướng đó. Và thường xuyên nói, thường xuyên hành ra về cái lĩnh vực đó và thức quyết định thức ra sao luôn. Những ai yêu thích sắc đẹp, thích sắc đẹp, thích thời trang, thích sắc đẹp thì thường là sẽ thọ trên mạng xã hội của mình hoặc là mình sẽ có khuynh hướng tìm kiếm liên quan đến phần sắc nhiều. Thời trang, làm đẹp và cái gì đẹp đẹp đó, có những người thích phong cảnh đẹp, tính sắc sắc tướng theo hướng theo dạng phong cảnh đẹp thì họ để tranh để ảnh nhiều, họ huân tập, họ thọ những cái về sắc cao. Được không cả nhà? Rõ được câu đó rồi đúng không ạ? Thọ cái gì, hành thế nào, thức ra sao? Dạ. Hành là truy xuất ra. Có nghĩa là khi mình thọ vô, sau đó mình truy xuất ra. Mình thường xuyên trong đầu của mình nghĩ về nó nè. Xuất nó ra, nói về nó. Thì đó là hành. Thích về nội tâm hả? Thích, yêu thích về khía cạnh nội tâm, đó là thích về tài. Tài năng đó. Đó là một dạng tài. Thì thích về tài năng thì dẫn đến là thọ nội tâm, thích thọ, yêu thích nên quyết định cái tham tưởng của mình. Mình thường là khi nói tới nội tâm thì mình dễ hiểu hơn, dễ hấp thụ hơn. Nó thật ra là không phải là tham kiến thức, tham hiểu biết, mà là cái tham, cái tài gì, kiến thức hiểu biết về lĩnh vực gì. Thì đó là một dạng tài, tham tài đó, tham tưởng về tài nó quyết định thọ vô nhiều. Nên người nào yêu thích tài năng, yêu thích hiểu biết, yêu thích những cái tri thức thì họ sẽ thích thọ, thích học, thích học. Quyết định thức ra sao? Thức theo hướng đó. Rồi, có câu hỏi á, có câu hỏi là làm sao để cân bằng, làm sao để cân bằng. Đầu tiên khi mình nhận được sự chân thật thì là cách đơn giản đầu tiên để nhận, để điện nội tâm của mình quay về cân bằng. Khi con người nhận lại sự chân thật thì họ sẽ làm chủ được nè. Đây, tánh người của mình nó bao quanh bên ngoài tánh chân thật, thì nếu mình không nhận lại bên trong thì nó cứ quay hoài luôn. Các anh chị cái chấm 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 này nè là đại diện cho sự luân chuyển, luân chuyển có âm dương mà, điện từ âm dương là điện từ âm là hút vào, dương là đẩy ra, nên là hút vào đẩy ra liên tục, cuốn hút hoài luôn và làm cho dao động. Con người, tánh con người luôn luôn có sự dao động. Sáng ngủ dậy tánh khác, trưa ngủ dậy tánh khác, tối tánh khác, khi đói bụng tánh khác, khi có một ý tưởng xuất hiện, khi tiền hiện lên tánh khác, thì tánh con người thay đổi liên tục. Thì sự dao động của tánh người cứ âm dương, âm với dương. Nên khi con người nhận lại sự chân thật thì tánh người nó luôn chuyển nhẹ lại, ổn định lại, dao động nhẹ lại, thì đơn giản để cân bằng. Còn không có thì khi mình nhận thức được tánh người thì mình bắt đầu cho sự cân bằng này. Khi nhận thức được tánh người thì đơn giản để mình làm chủ lại nó. Được không ạ? Được hen cả nhà. Dạ.
Dạ. Rồi, các anh chị hiểu mình hơn chưa ạ? Hiểu tánh con người mình hơn chưa? Rõ hơn rồi ha. Hiểu tánh của mình rồi hiểu những người xung quanh mình rồi đó. Rồi, có câu hỏi kênh người gia tài nè. Xin mời chị Đào Nguyễn. Em xin chào thầy, chào tất cả mọi người ạ. Cho em đặt một câu hỏi là như này. Ví dụ như em thấy trong cái vòng của mình ở bên trong nó là thọ tưởng hành thức ấy ạ, thì là vòng của người là tham về tài đúng không ạ, tham về kiến thức bên trong, còn đâu vòng vòng ở bên ngoài là tham sân si mạn nghi ác kiến, là tham về ở bên ngoài đúng không ạ? Người đó, mỗi một vòng này nè đại diện cho một tầng bậc của nhóm người. Thường là người ở bên ngoài xã hội nói chung á, thì hiện nay có phải là họ đang dùng cái tầng ở ngoài đây nhiều lắm đúng không? Các anh chị với cả nhà, họ dùng tham sân si mạn nghi ác kiến nhiều không? Tham dao động, sân cũng mạnh, si cũng mạnh nữa, mạn thì cũng rất mạnh, tự ti với tự cao luân chuyển hoài, nghi thì hoài nghi lẫn nhau, cái tin cậy cũng có mà hoài nghi cũng có, ác cũng có, kiến cũng có. Thì ở xã hội ở dòng ở ngoài nói chung thì đang sử dụng tánh dòng ở ngoài cùng, dòng thứ ba này ở ngoài đây nè, tham sân si mạn nghi ác kiến sử dụng nhiều. Với đòi dòng ở bên trong tài sắc danh thực thì đố chị biết là giới nào đang sử dụng. Tài à, quên, tài sắc danh thực thùy là giới kiểu như là buôn bán làm ăn ấy ạ. Hay giới kinh doanh thương nhân làm ăn thì họ sử dụng, họ rất trọng tài sắc danh thực thì, Vâng. nên những doanh nhân có phải là họ đẩy tánh tài họ lên cao không, Vâng họ ạ. đẩy tiền tài năng lên cao, tham tưởng về tài cao, tham tưởng về sắc cũng cao, tham tưởng về sắc rất cao, tham tưởng về danh cũng cao, tham Vâng. tưởng về thùy, chế độ resort là phải 5 sao đó. Thì ở cảnh giới ở tầng bậc đó là họ sẽ tương tác là đẩy lên cao hết, tài sắc danh thực thì đẩy lên cao. Và kinh doanh đó là dựa trên nhu cầu đó, là nhu cầu của con người là nằm ở 5 điều này, nằm ở tánh này. Con người tài sắc danh, có tài sắc danh thực thì tánh tài, tánh sắc, tánh danh, tánh thực, tánh thì, đó là nhu cầu của con người. Nên là hầu như tất cả những kinh doanh mở ra đều là phục vụ cho tánh tài, để thỏa mãn tánh tài hay là tánh sắc hay tánh danh hay tánh thùy, tánh thực, tánh thùy của con người. Và những là để thỏa mãn đó, thỏa mãn nhu cầu của con người đó, là nhu cầu tài sắc danh thực thì kinh doanh lập ra là phải thỏa mãn 5 cái tánh này. Kinh doanh thỏa mãn tài, kinh doanh thỏa mãn sắc, kinh doanh thỏa mãn danh. Kinh doanh nào mà thiếu thiếu tôn trọng khách hàng là kinh doanh đó không tồn tại được, tại vì không thỏa mãn tánh danh của khách hàng. Và những kinh doanh ăn uống, ngành ẩm thực, F&B là ngành ẩm thực, thì thỏa mãn thực, và nơi nào ẩm thực mà trang trí đẹp nữa thì thu hút được nhiều người, mà lại được tôn khách hàng tới đó, được tôn trọng nữa và thể hiện được tài năng nữa, thì nâng tài sắc danh thực thì con người lên cao, thì thỏa mãn các tánh đó thì sẽ làm ăn kinh doanh là dựa trên đó đó. Như bản thân em cảm thấy em tham cả vòng tài, vòng sắc ấy, nghĩa cũng tham sắc nhưng mà cũng tham học ấy ạ, rất là ham học. Thế thì Tham là học hai đó là, tham học đó là thật ra là tham tài năng, tại vì học để làm gì? Học học để để cho có kiến thức, có hiểu biết, bắt đầu có tài, phát triển trí tuệ. có tài năng. Thì vì tham tài nên quyết định thọ nhiều, tưởng nhiều, hành nhiều, thức nhiều. Thọ, quyết định thọ cái gì luôn, chị thích học cái gì, sẽ có những môn mà chị không thích bằng những môn khác. Thích học về nội tâm tâm lý. Vậy có phải là nhắc tới nội tâm tâm lý
là thọ vô liền không? Chú ý là lướt qua lướt lại mà thấy nội tâm tâm lý là nó hút mình liền, quyết định thọ liền, và thường xuyên hành về lĩnh vực này. Và thức thức ra sao á, là có nghĩa là tham tưởng á, là mình sẽ chú ý đến thức cái kiến thức theo hướng đó, theo lĩnh vực đó. Nhưng có một số lĩnh vực mình không mê nó, một số loại tài năng mình không mê nó, thì mình không thọ được, thọ chậm hơn là lĩnh vực mà mình yêu thích. Vâng. Nhưng mà thế là của em mà em tham cả hai vòng, không phải tham riêng một vòng, ví dụ như là một vòng ở trong mà thọ tưởng hành thức, à, tham ở vòng đấy rồi, nhưng cái vòng thứ hai là vòng tài sắc danh thực thùy ấy, cũng tham cái vòng đấy. Không phải là mình tham vọng trong thọ tưởng hành thức đâu, mà là tham tưởng về tài, về sắc, về danh, về thực, về thùy thôi. À. Trọng điểm á, tánh người của mình đó là tánh tham, tánh tưởng, nó sẽ đối tượng á, là đối tượng tài, sắc, danh, thực, thùy. Tham tưởng về vòng trong thứ hai, nó sẽ quyết định sự dao động của vòng ngoài cùng, và nó quyết định vòng ở trong cùng, thọ tưởng hành thức, nó luân chuyển theo hướng nào. Tham tưởng thì cái trọng điểm là vô cái dòng thứ hai, thì cái dòng ở ngoài cùng dao động mạnh hay không là do tham tưởng quyết định. Tham tưởng về tài sắc danh thực thùy mà càng cao thì tham sân si mạn nghi ác kiến càng nhiều, sân si mạn nghi ác kiến càng nhiều. Ví Cho dụ em. như người tham tài cao, tham tưởng về tài cao, vậy thì ai mà đụng đến tài của họ là họ sân lên. Đụng vô tài sản mà, đụng vô tiền tài tài sản, có phải tánh sân nổi lên không? Một số người thì có phải trỗi dậy tới luôn tánh ác không? Đụng chạm vô quyền lợi của họ thì trỗi dậy tánh ác, và không có trách gì người ta hết á, tại tánh người ta như vậy, tại vì tánh con người là như vậy. Rồi Cho nên giới giới ngoài cùng, cái dòng ngoài cùng là xã hội thường có. Giới kinh doanh đó thì dùng dòng thứ hai, còn giới giới trí thức, giới tri thức, giới trí thức và giới tu sĩ thì họ không dùng dòng ngoài cùng, dòng ở trong, dòng thứ hai tài sắc danh thực thì lại không cao, không có nhu cầu, họ ẩn đi hết, họ giảm thiểu hết nhu cầu, không mê tài, không mê sắc, không mê danh, không mê thực, mê thùy. Họ không có quan tâm gì nhiều hết, sắc thì không cũng được, không quan tâm đến danh, có gì ăn nấy, cho gì ăn nấy, ngủ đâu cũng được, tài không có cần, không cần tiền, thì họ mới mở cái dòng ở trong, họ mở cái dòng thọ tưởng hành thức. Nên con người đóng những dòng ở ngoài thì mở cái ở trong, thì tiệm cận với cái sáng ở trong đây, chân thật ở trong, nên họ dễ tiếp cận đến sự chân thật, họ, nên họ đơn giản để an vui hơn. Thì khi mình biết tri thức này thì không phải đi tu mà cũng có thể an vui được, thì nó mới ngon. Cuộc sống cứ là cứ cuộc sống viên mãn trong cuộc sống, nhưng lại đời sống vật chất tốt, nhưng đời sống tinh thần lại an vui, không từ bỏ gì hết, thì sẽ giúp được nhiều người, ai cũng có thể rời Khi khỏi mà được. mình để ở cái vòng trong cái suy nghĩ của mình là bảy sự giàu có toàn diện ấy ạ. Có nghĩa là mình vẫn kiểu như là để ý vào tài, vào sắc, vào danh thực thùy, nhưng mình sẽ cân đối ở cái tham sân si mạn nghi ác kiến. Ví dụ như ở cái vòng ngoài đấy là mình làm cho cân bằng hướng dương chứ mình không hướng âm. Mình không hướng âm thì nó vẫn tốt đúng không thầy? Thì mình Đúng. vẫn vùng tài sắc danh thực thùy rồi thọ tưởng hành thức nó vẫn ở trong bảy bảy sự giàu có toàn diện ấy ạ. Đúng rồi. Thì Vâng. mình biết chủ lại nó đó, đừng để cho những cái tánh tha sân si mạn nghi ác kiến nó dao động theo hướng âm. Dạ. Bởi vì điện từ âm thì nó không tốt cho mình. Bởi Thì khi vì con đủ được á, họ đơn giản hài lòng nè, sân dương si dương sáng suốt, tự dạ tin vâng. hơn, có sự tự, không phải là tự cao, nó không xấu nha, tự tin hơn chút xíu thì thành tự cao, nhưng mà cao ngạo quá thì mới âm. Bởi vì em đợt trước là em có nghĩa là thích về nội tâm, thích học và thích hiểu về nội tâm, thì
có đi học mấy cái khóa nội tâm học khóa của BKE. BKE thì dạy về kiểu như là mình hướng toàn bộ, có nghĩa là không không có sắc, không hướng đến sắc luôn, ăn mặc là quần áo phải rất là giản dị, đơn giản, sống đơn giản và biết đủ đấy. Và cái thứ hai nữa là chỉ có cân bằng nội tâm thôi, không vui không buồn, chỉ giữ ở giữa. Cho em cảm thấy là ví dụ như cái cuộc sống của mình như thế thì nó sống với cái sự kiểu như là tu sĩ hơn, buông bỏ hơn. Nhưng bây giờ mình đang kiểu sống ở trong cuộc sống đời thường ấy, cũng có gia đình con cái chồng con ấy, cho nên là em muốn cái sự cân bằng ấy, có nghĩa là mình vẫn phải làm ăn kinh tế nhưng mình vẫn có thể cân bằng được cả nội tâm và bên ngoài ấy. Như thế Dạ thì hợp lý. thì Dạ. sẽ phù hợp với một nhóm người, sẽ phù hợp hướng đi kia thì phù hợp với một nhóm người, hướng đi đây thì phù hợp với một nhóm người, hướng nào cũng được hết, miễn sao là đạt được cái mình muốn thôi. Thì đây, đời sống vật chất có thể ngày qua ngày được tốt lên, tốt lên mỗi ngày, đời sống tinh thần thì an vui hơn và mang lại giá trị xã hội nhiều hơn. Ừ. Thì định hướng hướng tới vậy. Dạ vâng ạ, em biết ơn thầy ạ, biết ơn cả nhà. Xin mời Dung Nguyễn ạ. Chưa thấy anh hay chị mở cam lên à? Chưa chưa thấy. Dạ. Chị mở mic được không? Để mở mic cho. Dạ rồi. Alo, alo, thầy nghe chưa ạ? Dạ nghe rồi ạ. Vâng, em cảm ơn thầy. Thầy ơi, cho em có một câu hỏi thế này ạ. À, khi thầy giảng về tính tham ấy, tham tài ấy, thì em có một cái thắc mắc là ví dụ như ở trong công việc của em nhé, nhiều lúc cái mà nó dẫn dắt em rất là ham mê làm việc, đấy là cái việc là em rất thích tìm hiểu về một cái kiến thức mới mà trong cái công việc đấy mình đang làm. Cho nên là em rất là kiểu khi mà người ta giao cho mình một cái việc gì mới thì mình không bao giờ mình từ chối, hoặc mình rất là hào hứng, bởi vì cái nó đang dẫn dắt mình đến cái việc mình muốn làm. Cái đấy là mình đang muốn hiểu biết cái kiến thức mới trong lĩnh vực đấy, thì cái động cơ này nó có đúng không ạ? Để dẫn đến cái việc là mình hào hứng và mình nhận cái việc đấy hay không, là câu hỏi thứ nhất ạ. Câu hỏi thứ hai là tương tự như vậy thì khi mà mình hợp tác với cả một công việc mà với cả một đồng nghiệp hoặc là khách hàng hay bất cứ ai, thì mình luôn luôn bị cái tham tài của cái người đối tác, hoặc kể cả là làm việc với cả sếp hoặc khách hàng gì đấy, thì mình luôn luôn chọn cái người người tài hơn mình hoặc là thông minh, tức là mình luôn luôn để cái tài đấy nó dẫn dắt mình ấy. Thì tương tự trong một mối quan hệ em thấy thì mình chỉ chọn những cái người mà kiểu tài giỏi hơn mình, hoặc là mình cảm thấy có một cái điều gì đấy thì mình học hỏi để mình chơi và mình giữ quan hệ với họ, thì tất cả những cái động cơ này thì nó đang đang không đúng, và nó đang bị dư dư cái tham đấy ở cái phần âm quá, đúng không thầy? Và nếu mà đúng thì cái cách để mình cân bằng những trường hợp này là như thế nào ạ? Không có khái niệm là không đúng đâu, làm gì cũng đúng hết á, không có khái niệm là không đúng, mà là giờ muốn gì thôi, giờ mong muốn điều gì thôi. Em muốn là tức là trong những cái động cơ mình làm trong những cái việc đấy thì nó có cái phần tích cực trong đấy, nhưng mà nhiều lúc mình cứ để cho cái mong muốn cái tham tài của mình nó bị dẫn dắt mình đi, nó nhiều lúc kiểu nó dẫn đến cái việc là nếu như mà cái người đấy lúc đầu mình đánh giá là có tài thì mình muốn hợp tác, mình làm việc, nhưng mà sau một thời gian mình thấy không như thế thì dẫn đến cái việc mình sẽ bị thất vọng ấy thầy. Thì Thì hết hết tham tưởng là hết thất vọng, tham tưởng dừng lại là hết thất vọng, tại kỳ vọng á, kỳ vọng tham tưởng đó là dạng tham tưởng. Rồi trong làm ăn, trong làm việc thì chỉ có thể chọn như vậy giai đoạn đầu, cái từ từ học tập á, cái thay đổi lại, thu hút nhân viên theo hướng khác, thu hút tại vì cái tưởng mình phát ra sẽ quyết định thu hút ai lại.
cái tưởng cái ý niệm mình phát ra sẽ quyết định nhóm con người, mối quan hệ xã hội xung quanh mình là ai. Thế tức là khi mà mình nhận biết rằng là mình đang để cho cái động cơ cái tham đấy mình quá thì mình chỉ cần dừng lại và mình điều tiết điều chỉnh lại cái tham ấy lại hay như nào? Em chưa kiểu rõ ràng lắm về cái phương pháp để khi mà mình nhận ra vấn đề đấy thì làm thế nào để mình điều tiết lại Như cái bây giờ tham đấy chị của lấy mình xuống á. chị chọn lại, nói lại giúp em một cái rõ trong cái chuyện của chị á, ví dụ một cái đi, ví dụ là cái gì. Rồi ví dụ là ok, ví dụ như trong một mối quan hệ chẳng hạn nhá, thì bây giờ ví dụ như mình chọn bạn đời của mình chẳng hạn là mình luôn luôn chọn những người tài, ví dụ như những cái người mà chơi cùng với mình, bạn chơi cùng với mình cũng chỉ chọn những cái người kiểu tài giỏi để mình chơi với họ. Trong vòng tròn quan hệ của mình thì mình luôn 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 bị chữ tài đấy để nó chi phối mình, và mình chỉ chơi với những người mà mình cảm giác rằng là à có cái giá trị gì đấy ở họ để mình học tập ấy ạ. Ừ. Rồi sao? Thì có sao Thì đâu, em cảm thấy à, thì nhưng chị mà tham cảm tưởng theo hướng đó thì sẽ hút nhộn nhóm người, là sẽ trọng tài thì sẽ thu hút lại với nhau. Có số người nè chỉ chơi với người đẹp thôi, người xấu không chơi. Thì có không? Thì cũng hút một nhóm người bạn theo hướng sắc lại. Có số người nổi tiếng mới chơi, không nổi tiếng không chơi. Thì hút người theo hướng danh, ăn chơi thì mới tới nhau, thì cũng được, không có gì hết á. Nhưng mà chị muốn đổi, muốn thay đổi đi, chị thì đổi tham vâng. tưởng, đổi tham tưởng, đổi tham Đổi tưởng tham vọng. có nghĩa là chị mong muốn điều khác. Bắt đầu chị đang có cái dao động rồi đó, có nghĩa là đang bắt đầu thay đổi tham tưởng của mình. Chị thì cần một nhóm người bạn á, cần á, là mối quan hệ thân thiết hay là mối quan hệ tài giỏi. Nhưng mà cả thân thiết lẫn tài giỏi, những người có thân thiết càng ngày họ là những mối quan hệ chất lượng thì được không? Được à? Được, vậy thì đổi tham tưởng lại thôi, đừng có quá trọng về có tài thì mới chơi, không tài thì không không kết giao. Mà đã là con người thì ai cũng là vốn quý hết và ai cũng là nhân tài hết. Thì những ngày tới họ đã nhận thức về con người á, thay đổi được nhận thức nội tâm về con người thì toàn bộ mối quan hệ của mình sẽ chuyển dịch. Những người ở hiện tại họ sẽ thay đổi theo nhận thức của mình. Còn ai chưa phù hợp thì từ từ, có khi không phù hợp điện tử thì có thể không chơi nhau, trong tách ra trong mối quan hệ có khi tách ra, nhưng qua thời gian thì từ từ gắn kết lại không chừng. Tại vì nhóm mối quan hệ xã hội, nhóm bạn của mình, mối quan hệ xung quanh của mình là do mình, hôm bữa mình nói là tính cách của mình phù hợp. Vậy thì tính cách đó chính là tánh người, tánh tánh người mình như vậy nên mình mới phù hợp với một nhóm người đó, phù hợp với công việc đó, phù hợp với lại mọi việc tới với mình. Nên là muốn thay đổi hoàn cảnh ngoài thì giờ đổi tánh, bắt đầu thay đổi được tánh người. Giống như chị phát hiện ra là nhiều giờ động cơ của mình, ý niệm mình phát ra khi thu hút con người lại là hút theo hướng là muốn có người tài giỏi. Thì khi chị nhận thức được, có nghĩa là nó đang thay đổi điện từ đó rồi đó. Nó đang thay đổi rồi đó. Những ngày tới này chị học nữa thì nó đổi tiếp, là thay đổi theo Thế chiều hướng tốt lên đó. Cần có mối quan à. hệ tốt đẹp và mối quan hệ tin tưởng thân thiết. Và con người ai cũng có tài hết, không có ai là không có tài. Chỉ là mình nhìn thấy và mình có làm lớn nó lên không thôi. Còn ai cũng là quý nhân của mình luôn. Một giây phút nào đó họ là quý nhân của mình. Và đặc biệt họ là những người tới thì mình sẽ vội tăng, họ xuất hiện thì mình sẽ vội tăng những cái mình đang có. Nhưng nếu mình quá chấp vô tài năng của họ thì có những người họ thầm lặng lắm, họ không thể hiện tài năng gì hết, nhưng khi có mặt họ, có hiện diện của họ thì mình sẽ vội tăng những cái mình muốn. Còn khi họ đi thì mình sẽ mất đi những cái mình muốn. Sẽ có những người như vậy đó, họ tới thì họ mang theo nhiều điều có lợi cho mình nhưng thầm lặng mình không nhận thức được, nhưng khi họ đi rồi thì kéo theo những nhóm người đó, dạng người đó gọi là thần tài. Thần tài á, là đến trong vô tình, ra đi trong mất mát, giống như tên trộm á. Đến trong thầm lặng, ra đi trong mất mát. Thần tài tới á,
thì sẽ bội tăng những gì mình mong muốn. Có những thần tài về tài chánh, họ không có tài gì, không có thể hiện tài năng gì, nhưng họ tới thì họ mang theo, từ ngày có mặt họ thì khía cạnh tài chánh của mình tăng lên. Có những người là thần tài về tâm thái, khi có sự xuất hiện của họ thì tâm thái mình an vui, bao dung hơn, trân trọng biết ơn hơn, tốt lên. Nhưng khi họ đi rồi thì mình rối loạn, nhưng họ không thể hiện tài năng gì hết. Nên công ty cũng vậy, công ty mà chỉ chuyển tuyển người tài thôi thì sẽ trả giá lớn lắm, tại vì thiếu sự trân trọng con người, mà chỉ nhìn đánh giá họ dựa trên tài năng thì không phải. Con người sẽ họ sẽ có họ mang theo cấu trúc con người nè, họ có tánh người riêng, và những ngày tới mới biết họ có các khối điện từ đặc biệt nữa, nên họ mang theo, nên là nhận thức con người những ngày tới học học phần đó hay lắm, là cứ con người là trân trọng biết ơn, đã là con người là trân trọng biết ơn thì sẽ mối quan hệ sẽ tốt hết với tất cả mọi người luôn, và nhân viên sẽ thay đổi nhân viên hết, tốt hết theo chiều hướng tốt đẹp hết, ý Thì vậy đó tại vì em thấy cái tham tài của em cũng kiểu nó sai sai, thì em cảm giác nó sai sai thì nó chung đúng lắm, không tại vì sai em cũng biết là tất cả mọi người đều có những cái mặt mạnh mặt tốt của mọi người, sai mình đâu. nên tìm ra trân trọng, mình cứ đi bị tài nó cứ dẫn dắt mình, nó cứ dẫn dắt mình Thì đi theo hướng đấy, nên thôi, em giờ hiểu muốn để điều tiết lại cái năng lượng đấy của mình ý. đó, thì bây giờ hiểu rồi đó, thì những ngày tới này ha, những ngày tới này nó đang thay đổi theo chiều hướng tốt rồi đó, chúc mừng chị. Ok, rồi, em cảm ơn thầy, em cảm ơn mọi người ạ. Em Dạ. xin phép tắt mic ạ. Có chị nói học buồn ngủ quá, lên xuống á, chị đâu đâu tên gì đó, Huyền Phạm. Huyền Phạm còn ở đây không? Chị Huyền Phạm. Chị Huyền Phạm. Chắc đi ngủ rồi. Không sao, các anh chị nghe học phần này mà các anh chị thấy có buồn ngủ, có không hiểu, không sao, những ngày tới các anh chị hiểu hết à, chỉ cần ở trong hàng thôi, các anh chị miễn là còn những ngày tới còn có mặt thì các anh chị sẽ thấu hiểu hết ha, cứ từ từ thôi, chưa chưa hiểu không sao, chưa hiểu không có nghĩa là không hiểu ha, tri thức này tương đối dương nên tương đối nó hơi đặc biệt, các anh chị nghe có sai sẩm, có lỡ, có nhức đầu gì đó, các anh chị thông cảm giúp Nhật Anh, lỡ nó có chạm trúng vòng không biết không biết thì thôi thông cảm giúp Nhật Anh. Từ từ hiểu hết ha, giọng Nhật Anh bộ ru ngủ ngon lắm hả cả nhà, giọng này ru ngủ ngon lắm ta, ru ngủ ngon lắm hả. Cái ai mất ngủ các anh chị báo Nhật Anh nha, báo Nhật Anh nói cho các anh chị ngủ ngon lắm. Biết ơn cả nhà nơi, các Nhật Anh xin phép các chị đang giơ tay nè, ngày mai chia sẻ nha các chị, 8:10 giờ 10 rồi, tại chủ đề này nói nữa nói hào hứng nói hoài tới khuya luôn đó. Thôi mai đi ha, biết ơn các anh chị, hôm nay mình đã xong học phần tánh người, tánh người như vậy ha, tánh người thì giờ có bao nhiêu tánh ạ? 16 tánh người nè, đọc lại cái rồi mình bye bye nhau nha. Tánh người là thọ nè, thọ tưởng hành thức tài sắc danh thực thụy tham sân si mạn nghi ác kiến. Tham tưởng là trọng điểm của tánh người, do tham tưởng về tài, tham tưởng về sắc, tham tưởng về danh, tham tưởng về thực, tham tưởng về thùy sẽ quyết định mức độ cấp độ của sân, của si, của mạn, của nghi, của ác, của kiến, quyết định thọ cái gì, hành thế nào, thức ra sao. Các anh chị thuộc đúng câu đó thôi là các anh chị hiểu hết tánh người. Biết ơn các anh chị. Hẹn gặp lại cả nhà ngày mai và trong phần đời còn lại. Bye bye các anh chị.